chuyện cúng dường cất chùa quý vị nghe. Một hôm có một nhà sư đi quyên tiền cất chùa, thì ngày trong tâm ngày cũng có cái suy nghĩ là ghé cái nhà cái ông phú hộ này, ông giàu có, các quyên ông cúng nhiều nhiều một chút. Trong bụng thì nghĩ vậy, nhưng mà ghé đó thì ông không cúng. Ông kêu cái thằng ở đợi cho ông đó: mày ra mày nói không có ông chủ tôi ở nhà. Cái thằng ở đợi nó chạy ra, nó gặp nhà sư, nó nói ông chủ tôi không có nhà. Nhưng mà nó thấy tội nghiệp rồi, nó chảy nước mắt. Trong bụng nó nghĩ cái ông nhà giàu mà hà tiện quá, nhà sư đi quyên tiền cất chùa mình góp công góp sức để tạo nên một cái ngôi tam bảo, khuyên người ta tu hành có phước, giàu có quá mà keo kiết. Nó chạy vô nó nói ông chủ ơi, con ở đợi cho ông 1 tháng 20 đồng, bây giờ ông cho con lãnh trước 1 năm rồi con biếu ông lại 2 tháng. Phú hộ nói mày nghèo mà chơi sang. Lãnh trước một năm mà biếu lại ông phú hộ đó 2 tháng, thay vì 240 đồng một năm mà nó lấy 200, nó biếu ông lại 40. Ông phú hộ lại tham đưa cho nó 200. Mày ký giấy nợ chứ, giờ mày nói không không rồi mày quỵt nợ tao làm sao? Con dốt rồi, con biết chữ. Thôi thì lăn tay lấy giấy, ông viết 3 chữ, bắt nó lăn tay này, thiếu nào trả nợ 1 năm, ở nợ 1 năm. Nó chạy theo, nó cúng dường cho nhà sư đó. Nhà sư nó cũng vô tình, không hỏi mày tên gì, quê quán ở đâu, tao về tao cầu an, không hỏi gì hết đó. Đưa tiền cái nhận, mừng quá. Còn cái thằng này thì nó cũng vô tâm, nó hỏi cho chùa ở đâu. Mày mốt cất rồi khánh thành con tới con dự, hai thầy trò không ai nói gì hết. Câu chuyện nó hay ở cái chỗ đó. Hay ở chỗ đó đó. Đó nè, nhà sư đó nhận tiền rồi cái thằng cúng dường thì cũng hỏi cho mày tên gì, thường thường mình viết cái phiếu công đức cho nó, rồi về là cầu an cho nó, không hỏi. Cái thằng ở đợ thì cúng dường cho nhà sư, không hỏi cho rồi chùa ở đâu, hiểu gì. Rồi thôi đi. Rồi bây giờ đó, nhà sư thì về tiếp tục cất chùa, còn cái thằng ở đợ thì tiếp tục đi làm công để trả nợ. Được có mấy tháng cái đuôi ông có ông đuổi đi, chứ bây giờ mày làm gì được cho tao đâu mà ở. Đuôi mày 3 cái đồ mày đặt hết trên, cái chỗ nào mày cũng đặt hết, không có còn cái gì hết. Ngỡ đợi nó nói ông ơi, con mắc nợ ông 1 năm rồi, mà bây giờ có mấy tháng này con chữa trả hết cái nợ, bây giờ con đi rồi là nợ làm sao, nợ bây giờ chưa trả đó, đời sau trả nhiều lắm ông ơi, nó lời nữa nó mệt lắm. Thôi ông thông cảm thương con đi, con không làm việc ở ngoài đồng được, con không cốt đất, con không bựa củi, con không làm được việc nặng nè, con lại rửa tách trà cho ông, rồi dăng mùng trải chiếu là cái chỗ ông ngủ. Nó thược mày cũng tử tế, ăn nói cũng có nhân hậu, thôi được, giao mày làm cái chuyện lặt vặt. Trời ơi, mấy cái bộ tách trà gia bảo của ông nó đập bể hết rồi, nay nó đập cái mai nó đâm cái, mày biết cái bộ tách trà đó ông cố nội tao để lại mấy đời đó, mày đập hết rồi. Thôi đi đi mày, đuổi đi. Bây giờ trước khi đi thì nó nói cái nợ thì sao, tao cho mày là rồi đem cái giấy nợ đó ra. Ổng xé nó nghe, bây giờ nó đuôi rồi, hồi đó nó lăn tay, bây giờ ổng xé, nó xé cái giấy nợ rồi nó lại ổng ba lại, nó cảm ơn ông, với đời sau con không có mắc nợ rồi. Bây giờ ổng cho rồi, mình đồng ý mình cho rồi. Bây giờ cái thằng mù nó đi ra ngoài xã hội, nó làm sao đi xin ăn, đầu đàn đầu làng xó chợ, nay ngủ đình mai ngủ miễu, mốt ngủ ngoài chợ để xin ăn. Là tình cờ gặp lại cái nhà sư mà nó cúng làm chùa đó, bây giờ nó đâu có thấy đường,
Nhà sư đó thấy cái thằng này quen quen mà không biết nó ở đâu. Ở chừng hỏi ra vài câu cái biết. Cái thằng nó cúng dường cho mình. Khi mình đi ghé nhà ông Phú Hộ, mình quyên tiền các chùa đó. Hồi bây giờ đó, con về con ở chùa với thầy nha. Chứ đi lang thang về đó, thấy khổ quá, để trúng gió chết nữa. Dạ con không dám. Để cái thân con là tật nguyện đuôi mù mà về chùa ăn cơm chùa mang tội. Cái câu mà bây giờ người ta nói ăn cơm chùa mang tội là cái hoàng ngù nữa, nó nói cho chùa không học, không có nói câu đó. Ăn cơm chùa là có duyên có phước mới được ăn. Vô duyên không có ăn cơm chùa được đâu. Cái thằng mù đó nói đó, không được. Con là thân phận mù lò tật nguyện, giờ về ăn cơm chùa đó mang tội, con không dám. Nhà sư mới hỏi vậy thì bây giờ con ăn cơm ở ngoài đường con của ai? Ở chùa thì ăn của bá gia bá tánh, bây giờ ở ngoài đường con ăn cũng bá gia bá tánh. Nhưng mà con về chùa đó con đóng chuông. Hả nè, con đóng chuông, con quét chùa, con làm những cái việc nhẹ nhàng nhưng mà có công đức thì không có mang, không có mắc nợ, con mang nợ gì hết. Cuối cùng thằng mù nó nghe nhà sư giải thích phân trần, nó nghe cũng có lý, thôi theo nhà sư đó về ở, về để bổn đạo phản đối. Mấy bà Phật tử bà tới bà nói cái tội báo ngoài đường nó mang về, bây giờ thầy là đơn chiếc không có ai hết, mà còn mang cái thằng mù về rồi phục vụ cho nó nữa. Mấy bà phản đối thầy trụ trì, thầy mới nói thôi quý bà nghe đây nè, Đức Phật nói dù xây chính bậc phụ đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Mấy bà làm thinh không nói gì nữa, rồi bắt đầu nuôi mà mù cũng đâu có lâu, vài ba tháng rồi nó bị cùi, hai tay nó rút lại nó chảy nước tùm lum. Mấy bà là nói đó, con nói với thầy là mang cái tội báo về mù, bây giờ nó cùi nó phun vậy không ai dám đi chùa, không ai dám uống nước hết. Thầy thấy cái quả báo của thầy chưa? Thầy cũng không nói gì hết. Bữa đó ngày đi dự một cái trai đàn 3 ngày 3 đêm, bây giờ ở trong chùa thì người ta sợ, người ta không dám về chùa uống nước. Ngày mai cất một cái âm tranh nhỏ nhỏ ngoài giường chùa đó, để nó ngoài đó, nó hàng ngày ngày bưng cơm rồi ngày tắm rửa, ngày phục vụ cho nó, vì ngày biết nó là cái người cúng dường đó. Và bây giờ tại sao nó có cái chuyện tay bay quả gửi chuyện này chuyện khác, ngày thương nó. Một hôm ngày đi dự cái trai đàn, nó ở nhà nó đói quá không ai bưng cơm hết, nó bò ra cái ao cái nó chết trôi. Vậy cúng chùa mà mù, cúng chùa mà cùi phun, cúng chùa mà chết trôi thì ai dám cúng chùa? Chắc chùa Bát Nhã này hết say rồi, hết say nổi rồi. Cúng chùa đó màn một cảnh một chưa hết, mới có màn một cảnh một, chứ về màn hai cảnh hai. Ngày về ngày vớt nó lên, ngày chôn mà ngày bực mình lắm. Tại sao nó làm cái việc phước đức như vậy mà trời đất đuôi không thấy đường hả? Ngài không tin nhân quả, ngài cho rằng cái việc đó là cái việc không đúng nhân quả. Trời đất đuôi hết không thấy đường, nó làm cái việc đó như vậy mà bây giờ đuôi mù rồi cùi phun rồi chết trôi chết nổi, thân phận lên như thế này. Thầy chôn nó, thầy làm cái bia để trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh, tức là ngài không tin nhân quả. Bởi cái nhân nó làm tốt mà tại sao cái quả nó như vậy, ngài không tin. Ngài chính ngài trụ trì cái ngôi chùa mà ngài không tin. Đó là cảnh hai đó, màn hai đó. Thì một hôm nhà vua mới cho lính của triều đình mang cái thơ đến chùa mời nhà sư đó trị bệnh cho thái tử. Bởi vì nhà vua sanh một vị thái tử mà suốt ngày suốt đêm nắm cái tay này chặt lại nhưng mà khóc. 5 giờ chiều nó bắt đầu khóc cho tới 5 giờ sáng là không ai ngủ được hết, mà cái tay nắm chặt cái thời này.
Thì nhà vua mới mời các lương y trong triều đình đến chữa bệnh cho thái tử, đều lắc đầu hết, không cách gì chữa được hết. May có một vị quan đại thần lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm, nói với vua thế này: tâu hoàng thượng, cái bệnh của thái tử là cái bệnh nghiệp, chứ không cái bệnh thường, thầy thuốc chữa không có được. Bây giờ theo thiện ý của hạ thần, tìm một nhà sư tu hành đạo cao đức trọng giải cái nghiệp này mới được, chứ còn thầy thuốc chữa không được. Sau khi nhà vua nghe cái vị quan đại thần đó trình bày như vậy, mà nhà sư, nhà vua mới mời nhà sư đó đến để trị bệnh cho thái tử. Khi mà nhà sư nhận được cái phong thư của nhà vua thì nhà sư lắc đầu: hồi nhỏ lớn đâu có biết làm thuốc, chỉ tụng kinh niệm Phật thôi. Bây giờ đi nhà vua mời vào triều đình để trị bệnh cho thái tử mà trị không được thì chết. Chứ đâu, cái chuyện này đâu có tiết lộ ra ngoài dân được. Cho nên trước khi đi ra, nhà sư mới mời bổn đạo tới, mới nói: các con ơi, nếu cái chuyến này thầy đi mà không có về thì lấy cái ngày đó làm đâm dỗ nha, chết. Thầy trò khóc lóc rồi, triều đình phải đi chứ sao cãi được. Đi đến nhà vua thì nhà vua tiếp đãi nhà sư rất là nồng hậu. Rồi nhà sư mới trình bày cái chuyện là: thái tử con của trẫm từ ngày sinh ra tới giờ là 3 tuổi rồi mà không có biết cười, mà cứ khóc. Chiều 5 giờ rồi, trời sắp tối là khóc cho tới sáng, mà trong triều không ai chữa được, các lương y trong triều đình chữa không được. Giờ trẫm nghĩ cái bệnh của thái tử là bệnh nghiệp, thì chỉ có các nhà sư tu hành đạo cao đức trọng thì có khả năng giải được cái nghiệp này, chứ còn thầy thuốc không làm được. Nhà sư mới thưa với hoàng thượng: bần đạo nhỏ lớn chỉ biết ăn chay niệm Phật, khuyên người ta làm lành lánh dữ, chứ đâu có làm thuốc. Bây giờ trị bệnh cho thái tử thì phải dùng thuốc, mà biết thuốc gì đâu mà trị. Nhà vua nói: không phải, bệnh này bệnh nghiệp chứ không phải trị bằng thuốc. Nói như vậy thì nhà vua mới truyền lệnh cho tỳ nữ bế thái tử đặt trước mặt nhà sư. Thì thái tử cười hai cái tay xòe ra. Ngài mới nói: mày chứ ai? Cái thằng chết trôi mà ngài chôn, ngài để là thần thánh trời đất không có mặt, thần thánh công minh, thì bây giờ nó đậu thai nó làm thái tử. Cho nên là ngài mới xòe bàn tay ra, cái này là thần thánh có mắt, trời đất công minh, mày chứ ai. Màn hai, cảnh hai. Mày chứ ai. Nhờ cái phước đức cúng dường mà tam luân không tịch đó. Cúng dường phải tam luân không tịch. Người cúng là một, cái vật cúng là hai, cái chỗ cúng là ba, phải là thanh tịnh. Cho nên thằng mù đó, nó đem số tiền 200 đồng nó cúng cho nhà sư. Nhà sư về làm chùa mà không ai biết hết. Đó nè, nó cũng không đặt vấn đề là nhà sư phải biên cái phiếu công đức về cầu an. Đó nè, nó không đòi hỏi cái đó. Và nhà sư còn không biết cái thằng này là ở đâu, quê quán ở đâu, nghề nghiệp cái gì. Tức là tam luân không tịch, tức là người cúng là một, vật cúng là hai, chỗ cúng là ba, thanh tịnh thì gọi là tam luân không tịch mới có phước báo đầu thai làm thái tử. Rồi còn cái bà già này, bà cúng hay gì lắm. Bà đi qua bên cồn Thái Sơn ở Bến Tre đó, bên đây cái cồn phụng của ông Đậu Dừa, còn qua kia cái cồn Thái Sơn đó. Bà đi ăn dỗ, bà ghé cái chùa rồi bà thấy thầy trụ trì mới về lãnh cái chùa mà nghèo quá. Bà đi từ trước ra sau, bà nói: cái chùa gì nghèo quá, tôi đi từ trước ra sau tôi không thấy cái gì cái giá đáng hết. Thôi thầy an tâm đi, tôi về tôi vận động con cháu tôi, nó cúng cho thầy đầy đủ hết. Bà về bà đặng vận động con cháu, bà cúng chỗ qua một ghe máy đủ thứ, lù lớn lù nhỏ, chén bát nồi niêu đũa chén, bà cúng hết cho thầy hết. Thầy mừng quá trời luôn. Tháng 10 Tết bà gửi cái danh sách cúng sao cho thầy trụ trì. Con cháu bà, những người mà góp tiền để cúng dường đó, nó khoảng 30 người. Thì bà nghĩ rằng bà cúng nhiều như vậy chắc thầy trụ này đọc danh sách cái nhà bà trước, bà nghĩ như vậy. Mà thầy thì công bình, ai đưa trước đọc trước, ai đưa sau đọc sau.
bà ngồi rồi bà chờ thầy trụ này đọc sao bà, sáng hôm sau đem ghe máy về chở đồ về hết. Chỉ có cái danh sách cúng sao thôi mà thầy trụ này đọc sao cái là ngày mai đem đồ máy để chở hết cái đồ cúng luôn, không tháng 10 đó chở về hết vậy. Như vậy đó là quý vị thấy cúng dường. Cho nên sự cúng dường có phước báo hay là không phước báo, mà đủ tam luân hay là không đủ tam luân. Rồi nói chuyện các chùa bây giờ chiều nay tiếp tục là ba nghi bốn ải của người tịnh độ. Cái nghi thứ nhất là cái hành giả niệm Phật mà nghi rằng không có nước Cực Lạc, không có Đức Phật ở Di Đà. Chẳng qua cái chuyện đó nói để mà dẫn dụ cái người làm ác, chứ còn không có nước Cực Lạc, không có thiệt Đức Phật A Di Đà. Cái nghi được nhiều người nghi lắm quý vị. Chứ không phải một người đâu, kể cả ở trong tăng đồ cũng nghi là Đức Phật dẫn dụ là thôi, chứ còn không có nước Cực Lạc thiệt. Trở lại là cái nghi thứ nhất. Cái nghi thứ hai đó, trên thế gian này cái việc làm của mình chưa xong, cái nguyện của mình chưa mãn, thì làm sao mình về Cực Lạc được. Cái thứ ba, cái nghi thứ ba là mình niệm Phật ít ỏi vậy thì làm sao mình về Cực Lạc được. Cái việc hàng ngày của mình niệm Phật nó ít ỏi quá, mình thấy nó không có lớn lao, không có gì nhiều hết, làm sao mà khi lâm chung mình về Cực Lạc được. Ba cái nghi của người tu tịnh độ là không có nước Cực Lạc. Cái nguyện của mình, cái việc làm của mình ở trên thế gian này chưa xong thì không về Cực Lạc được. Cái thứ ba đó là việc làm của mình ít ỏi, mình niệm Phật hàng ngày đó, mấy câu, nửa tháng mình đi chùa mình niệm Phật được 2 tiếng đồng hồ, đại khái vậy, ít quá. Thì làm sao mà khi mình lâm chung mình được về nước Cực Lạc. Là ba cái nghi này gọi là tam nghi. Giờ giải thích ba cái nghi đó cho quý vị nghe. Cái nghi thứ nhất là không có nước Cực Lạc, không có Đức Phật ở Di Đà. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dụ vậy thôi, chứ cái đó không có thiệt. Như vậy cái 6 cái nghĩa là tính tư lương, tức là tinh nhân, tinh quả, đó là tinh lý, tinh sự, tự tinh và tha tinh. Mà 6 cái nghĩa của chữ tinh đó, nếu mình nghi như vậy là mình đánh đổ cái tính tư lương, mình bác bỏ cái tính tư lương. Đó là một điều thất bại. Bởi vì có nhân niệm Phật thì quả được vãng sanh là một. Tinh tha tức là Đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh. Ngài tiếp dẫn 2 đối tượng, một là nhất tâm bất loạn, hai là đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là người đó khi lâm chung mà tâm không điên đảo, đó là tự lực. Mà nếu như cái hành giả đó niệm Phật mà đến giờ phút lâm chung còn điên đảo, tức là còn nghiệp, còn tham, còn sân, còn si, còn nghi, vân vân, nhưng mà nhờ cái đại nguyện Đức Phật và cái tha lực của Đức Phật Di Đà, Ngài đến Ngài làm cho cái thần thức của cái người lâm chung đó nhất tâm, rồi Ngài rước họ về Cực Lạc, vì họ đã có cái nhân niệm Phật. Cho nên cái quả là được vãng sanh. Như vậy mình nghi như vậy mình đánh mất đi cái tính tư lương. Cái thứ hai đó là lý tịnh độ và sự tịnh độ. Địa ngục nó cũng có hai, là sự địa ngục và lý địa ngục. Tịnh độ cũng có là lý tịnh độ và sự tịnh độ. Sự tịnh độ là một quả đất, là một chỗ ở, là một quả địa cầu hoàn toàn tốt đẹp, không có giống như cái quả địa cầu của mình, bằng đất, bằng đá, bằng gai, bằng có bão, có tố, có động đất, có sóng thần, có núi lửa, mà cái cõi đó là hoàn toàn không có tam đồ bát nàng. Cái cõi đó gọi là tịnh độ. Ở đâu thì mình không biết,
Ban đêm mình dòm lên trên nền trời, mình thấy là vô số vô lượng. Vì sao? Thì đó là vô số vô lượng quốc độ. Nhưng mà có một quốc độ là an lạc thanh tịnh, này gọi là tịnh độ. Ở đó không có tam đồ bát nạn, đao đồ, hỏa đồ, quyết đồ, không có tám nạn, nghĩa là sanh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tán hội, ngụ ấm xí thành khổ, tức là cái cõi đó không có tam đồ bát nạn thì gọi là tịnh độ. Như vậy là sự tịnh độ có cái quả đất là đầy ngũ trược ác thế như cõi của chúng ta đang cư trú ở đây thì gọi là quế độ, mà cái quốc độ đó hoàn toàn thanh tịnh, không có tam đồ bát nạn thì được gọi là cái quả đất đó, cái cõi đó gọi là tịnh độ, tức là sự tịnh độ. Cái thứ hai là lý của tịnh độ. Tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Nghĩa là tâm của chúng ta sống hàng ngày là duyên lự tâm. Cái tâm của mình sống hàng ngày đây gọi là duyên lự, tức là mình duyên với cái phải, duyên với cái tốt thì mình mừng, mà mình duyên với cái xấu thì mình bực mình. Như vậy là do cái duyên nó có thuận có nghịch, mà cái nào thuận thì mình vui, cái nào nghịch thì mình giận, mình ghét bỏ. Cái tâm gọi là duyên lự tâm. Thì hàng ngày chúng ta sống với cái duyên lự tâm. Đó là có một hôm cái Phật tử này ở Vũng Tàu, cái đạo tràng chùa Hải Vân, Hòa Thượng Duy Lực ở bên Mỹ này về dạy cái trường Phật học Đại Tổng Lâm đó. Thì sau cái giờ dạy của Hòa Thượng ra ngoài Vũng Tàu để nghỉ. Sáng Hòa Thượng đi tắm biển. Thì đạo hữu này mới đến mới thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng Duy Lực mới hỏi rằng hàng ngày đạo hữu ở nhà tu cái pháp môn gì. Thì đạo hữu này mới tình thêm cái tụi con là tu tịnh độ. Và hàng đêm tụi con sám hối rồi cho ba nghiệp được thanh tịnh. Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng nói tội đâu mà sám, mấy ông làm cái chuyện vô ích. Ông rỡ hồi này ông giận Hòa Thượng, ông không có chào Hòa Thượng, ông về, ông giận, ông giận. Trong bụng ông nghĩ tại sao Hòa Thượng trí tịnh thì dịch kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng hướng dẫn cho mình sám hối, Hòa Thượng Di Lực phải bác cái pháp sám hối. Cho nên đạo hữu này ông giận Hòa Thượng Di Lực, ông đứng dậy ông đi về, ông không có chào 6 tháng. Hôm nọ ông gặp thầy ra ngoài Hải Vân, thầy giảng cái đạo tràng của Hải Vân đó. Ăn cơm trưa xong rồi cái hai thầy trò ở phòng riêng đấy, ông đạo hữu đó ông đặt cái vấn đề với thầy, tại sao vậy? Con rất là thắc mắc. Thì hai vị cũng là hòa thượng mà tại sao hòa thượng trí tịnh lại khuyên mình sám hối? Ngày viết cái phương pháp sám hối, nghi thức sám hối trong kinh Pháp Hoa. Đi mình Hòa Thượng Duy Lực nó bác. Bây giờ quý vị thầy khó không? Binh Hòa Thượng Duy Lực cũng không được, mà binh Hòa Thượng Trí Tịnh cũng không được. Mình là học trò, bây giờ bỏ thầy này rồi binh thầy kia mà theo cái ông đạo hữu này cũng không được. Bây giờ ba người đó thằng biết bỏ ai ra đó, bỏ cái ông đạo hữu này cũng không được. Ông đã giận Hòa Thượng rồi mà mình ông giận mình nữa. Mình là giáo thọ vậy cái đạo tràng đó, giờ ông giận mình nữa làm sao? Rồi bây giờ binh Hòa Thượng Duy Lực và bỏ Hòa Thượng Trí Tịnh, binh Hòa Thượng Trí Tịnh bỏ Hòa Thượng Duy Lực, ba cái vị này thầy không biết thầy bỏ ai hết. Thôi bây giờ ra biển đi rồi tính. Chiều mát mát rồi, hai thầy trò dẫn ra ngoài biển, nó có cái bờ kè, bờ biển nó có bờ kè, cái mặt nó trên cũng 4 tấc rồi nè, ngồi dòm ra biển nè, vui lắm. Rồi bây giờ hai thầy trò ngồi đó, thầy mới hỏi nè, tại sao cái mặt nước ở dưới biển này có sống đạo hữu? Cho nước thì không có sống. Bây giờ mình múc cái thau nước mình để trong nhà không có sống, nhưng mà nước ở dưới biển này có sống là sao? Ông đạo hữu nói là do tác động của gió cho nên sống. Phải không? Như vậy là tự trả lời rồi, thầy khỏi trả lời. Vậy là trả lời rồi, phải không? Như vậy là mặt nước thì luôn luôn bằng phẳng yên tĩnh, nhưng mà tác động của gió thì mặt nước nổi sóng tùy theo gió lớn hay nhỏ. Nếu mà gió lớn thì gọi là cuồng phong, tức là sóng làm chìm tàu chết người. Mà gió nhẹ thì lăn tăn là do tác động của gió.
Thế thì gió lặng rồi thì sống đi về đâu đạo hữu? Sống trở về với nước. Như vậy nước với sống là hai hay một? Một. Mà có sống là do tác động của gió, mà gió lặng rồi thì sống trở về với nước bình thường. Bây giờ thầy nói cái tâm mình, cái tâm thì bình đẳng, lặng trang, không có gì. Nhưng mà tác động của nghiệp thì tâm này mới nổi phiền não, phải không? Bây giờ cái người B đó họ chửi mình, cha mày, thì quý vị làm sao? Không bao giờ chửi con họ đâu, mà chửi ông nội mày. Rồi cái ông kia ông chửi ông cố mày, chửi ông sơ mày, hết cái ông chửi rồi đè đầu đập với nhau, phải không? Tức là phiền não sanh. Tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Vậy cho nên tác động của phiền não, cho nên trong tâm mình mới gì? Có nghiệp cho tâm có phiền não. Mà có phiền não thì phải sám. Hãy có phiền não là phải sám hối. Còn Hòa Thượng Duy Lực nói là vô sanh sám hối, tức là lý sám hối. Nhưng mà đạo hữu nghe đó thì đạo hữu nó là sự sám hối. Trong cái bốn cái nghĩa sám hối đó, hồng danh sám hối là một, tác pháp sám hối là hai, thủ tướng sám hối là ba, vô sanh sám hối là bốn. Bây giờ tất cả quý vị trong cái đạo tràng này giữ làm sao cho cái tâm mình không có phiền não thì lấy gì sám? Mà có phiền não thì sao? Thì phải sám. Không để phiền não sanh ở trong tâm thì không có tội, mà không có tội thì mắc gì sám? Còn hãy mình có tội là phải sám. Vậy đó mà thầy trò 6 tháng trời giận với nhau. Có đó không? Như vậy cái tâm của mình mà có điên đảo, có vọng tưởng, có phiền não thì mình phải sám hối. Mà mình giữ cái tâm của mình không bị tác động của nghiệp, phiền não không sanh ở tâm của mình, gọi là tịnh độ, thì đó là lý tịnh độ. Mình có tịnh độ mà tịnh độ một chút thôi, chừng chút ha, cái phiền não nó sanh liền. Cái là thanh tịnh, phiền não, Phật, chúng sanh, Phật, có liên tục như vậy. Cho nên giờ mình phải làm cái pháp an tâm. Thì tất cả những cái phương tiện của chư Phật dạy cho mình là cái phương pháp an tâm, để không để cho phiền não nó khơi dậy nữa. Bây giờ nó có hai trường hợp này. Cái chủng tử chia làm hai, cái tân quân chủng tử và cái câu sanh chủng tử. Tham sân si nó là câu sanh chủng tử, cái nó muốn bỏ mà bỏ không có được. Còn cái tân quân chủng tử đó là cái chủng tử mới quân tập sau này, ăn trầu hút thuốc, đánh bài, đá gà, cá độ bóng đá, casino, tức là cái đó mình mới quân tập, hạ quyết tâm bỏ là bỏ được. Nhưng mà tham sân si bỏ bỏ không có được. Cho nên có nhiều cư sĩ cúng dường cho Tam Bảo cả ngàn cây vàng. Ông Trầm B ở dưới Trà Vinh, ông có cái chùa quý vị biết bao nhiêu không? Là 4 triệu đô la. Cái nước sơn không qua bên Úc mà chở nguyên cái công container sơn về sơn cái chùa đó, quý vị biết không? Một mình ổng thôi. Ngày xưa ông cấp cô độc mà trải vàng, mua vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, mình tưởng đâu là không có. Bây giờ cái ông này ông làm còn hưng ông cấp cô độc. Nhưng mà ông cúng dường cho Phật cái tham không? Không bao giờ. Không bao giờ. Cúng mấy triệu đô la thì cúng, nhưng mà không cúng cái tham, không cúng cái sân, không cúng cái si. Vì nó là câu sanh chủng tử. Câu sanh chủng tử tu bầm dập lắm, không có đơn giản đâu. Còn cái chuyện bình thường này nữa, quánh bài bỏ quánh bài được, hạ quyết tâm. Ông già thầy, ông hút thuốc quý vị biết, mua rê thuốc về cái ông lật cái bề trái lên, ông gỡ cái ruột ra, vẫn để cái lon sữa bò đó, để hai ba lon, hút điếu này hết điếu khác, hút điếu khác. Bữa đó thầy về thì nằm thầy nghe ông ho, rồi cái phổi của ông lủng rồi đó. Bảo đảm ông hút hết cái mấy cái lon này thành cái rổ luôn. Ông già thầy hạ quyết tâm bỏ cái một. Hôm nay là 40 năm không hút thuốc. Nhưng mà tham không có bỏ đâu, tham lắm. Ham tiền lắm. Bố thầy ham tiền lắm. Trần ai luôn. Trần ai luôn á. Thầy về thầy nói bây giờ cái tiền này đó là con chia làm hai, cái gói này là con cho bố nha, còn cái gói này con gửi. Bố đi bố thí giùm con. Đi cúng dường con. Không bao giờ, không bao giờ ngu gì mà bố thí, tiền không có ăn cho vậy, mà tiền của thầy.
chứ đâu có bố thầy đâu. Nhưng mà 10 năm trời thầy mới đổ được. Bây giờ bố thầy đem cái tiền của bố đó đút với nệm á, đi cho, đi bố thí. Nhưng mà hồi đó là nói bố thí là ghét lắm, ghét lắm. Thầy phải làm cái cách là hai gói tiền, gói này là con cho bố nha, còn cái gói này là con gửi nha, không phải tiền của bố nha. Ăn xin tới bố cho nè, bảo luật bố cho nè, ai nghèo không có tiền là đi uống thuốc bố cho nè, ai chết không có tiền mua hồn bố cho nè, bố lấy cái tiền này nè của con gửi, còn cái này của bố không đừng có cho. Bây giờ bố thầy lấy cái tiền của bố thầy cho luôn, thầy khỏi cho nè. Như vậy đó 10 năm. À, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Vì vậy cho nên trong giáo lý nhà Phật đó, cái câu sanh chủng tử là khó diệt, mà cái tân quân chủng tử thì dễ diệt. À, cái đó là mình mới quân tập sau này trong cái đời sống. Ví dụ như mình 20 tuổi mình mới hút thuốc, 25 tuổi mới biết đánh bạc, chứ hồi mới sanh ra có biết đánh bạc, biết hút thuốc đâu. Nhưng mà cái câu sanh chủng tử này hãy có mình ở trong thai mẹ là có nó rồi. Nó cặp kè với mình. Mình chết không mất đâu, cái đó không mất đâu. Mình chết mà cái câu sanh chủng tử này cũng không mất đâu. Chỉ có tu, chứ còn không phải chết rồi hết rồi. Cho nên nhiều người họ nói khổ quá rồi chết cho giải thoát, không được đâu. Nên là khổ mà khủng hoảng tinh thần mà chết, chết càng khổ hơn, càng khổ hơn, càng khổ hơn. À, như vậy là cái nghi thứ nhất, thầy nói là không có nước cực lạc, không có Đức Phật Di Đà, là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày là dẫn dụ, chứ cái chuyện nó không có thiệt. Thì mình trái với cái tính từ lương. Là cái thứ hai là cái người này có một cái nguyện, có một cái việc làm mà chưa xong nhưng mà chết đi. Có cái bà Phật tử ở ngoài Diên Khánh, thầy ra ngoài Diên Khánh thầy giảng, bà hỏi thầy đây nè: bây giờ con niệm Phật đó thầy, con tin tưởng lắm, nhưng mà lỡ con bị xe nó đụng rồi chết rồi có về cực lạc không? Bà lo xa quá. Bây giờ tôi thí dụ cho bà thấy nè, cái cây này nó ngã sẵn về hướng Tây rồi. Thì bây giờ đó trời bão nó cũng ngã về hướng Tây, mà người ta đốn nó ngã về hướng Tây chứ không ngã về hướng Nam. Nó đã hướng về đó rồi. Bây giờ cái tâm của bà hướng về tịnh độ, cái tâm bà hướng về Đức Phật Di Đà, thì bà đi cách nào bà cũng về Đức Phật Di Đà hết. Tức là cái thân của mình nó hoại, chứ cái thần thức nó không có hoại. Giờ thầy giải thích, cái người nằm chiêm bao làm sao cái người chết y vậy hả? Bây giờ cái người nằm chiêm bao là cái người ngủ mê, rồi cái thần thức nó đi ra khỏi cái thân này, hỷ nộ ái ố giận hờn gì nó biết hết, mà cái xác nằm nó không biết gì hết, không biết gì hết. Nên cái này nó đi xong rồi nó trở vô, cái này nó còn sống, tim nó còn đập, máu nó còn lưu thông, cho nên cái thần thức này nó trở về, nó nhập vô cái này, cái gì vậy biết nãy giờ mình chiêm bao giả, rõ không? Bây giờ cái người chết thì cái người nằm ở đây, thần thức nó ra rồi, tim không còn đập nữa, máu còn lưu thông, ta gọi là chết. Rồi vô rồi ra, rồi vô, nó tiếc mà vô rồi ra, cho nên tịnh độ mình nó phải để 8 tiếng. Tức là khi cái người chết rồi phải để 8 tiếng, để cho làm sao? Họ đi ra đi vô, đi ra đi vô, họ tiếc họ đi không được. Mới nên nó quậy rồi, tim ngừng đập máu, không còn lưu thông nữa, cho nên vô không được. Thì bây giờ mới đi theo cái nghiệp. Nghiệp dẫn đi luân hồi, cho nên tạo cái nghiệp làm người thì đi vô cái thai của người nữ đi làm con. Mà tạo cái nghiệp súc sanh thì đi vô cái bụng con bò để làm con bò con. Đó là tạo cái nghiệp cực lạc. Thì cái hoa sen đó thần thức vào gác và cái hoa sen đó đi về nó cực lạc. Có nghĩa là cái nghiệp gì thì cái thần thức đó nó lệ thuộc vào cái nghiệp. Dẫn đi luân hồi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng cái sống với cái chết, nghĩa là cái người nằm chiêm bao đó, cái người chết này giống nhau, nhưng nó khác nhau cái chỗ là người ta không sống lại được. Ở dưới Cà Mau, nhà Bạc Liêu nó xảy ra cái chuyện này. Cái bà này 56 tuổi ở Bạc Liêu, cái cô gái này 21 tuổi ở Cá Nước. Thì cô gái này là chết trước cái bà này 1 tiếng đồng hồ. Thì khi cái bà này á, bà sống dậy mà bà không biết chuyện trong nhà, bà có chồng cũng không biết,
có con cũng không biết, có dâu có cháu nội, nghĩa là dòng họ bà tới rồi hoàn toàn bà không biết, mà bà nói bà ở Cà Mau, ở các nước Cà Mau, ai bà tới bà lắc đầu hết. Thế thì bây giờ gia đình họ rối quá, họ mới điện cho thầy lúc đó là 6 giờ chiều. Thầy xách xe mà thầy đi từ Vũng Tàu mà xuống Cà Mau đi một đêm rồi, chạy một đêm rồi. Xuống tới đó thì thấy hổi ôi rồi, mình cũng biết sao nữa. Bàn tính rồi này kia khác nào. Có hai sư cô gần cái chùa bên nó cũng tới đó để chuẩn bị làm lễ nhập liệm cho bà đó. Mà giờ bà sống vậy sao liệm, ai dám liệm. Mà nói là ở dưới Cà Mau chứ không phải người ở đây. Thầy nói thôi bây giờ bao cái xe 10 chỗ đi xuống cái địa chỉ cái cô này đó, thử xem thật hư như thế nào. Thì đi xuống tới đó thì thấy cái quan tài của cô còn để đó, thì cái ông bố là cha ruột của cái cô nằm trong cái quan tài đó, mà nó cho biết là 10 giờ ngày hôm sau đi chôn, chỉ làm cái kim tỉnh ở sau nhà rồi. Thì rõ ràng đúng rồi. Thầy mới nói nhỏ với ông chủ nhà ra, bây giờ anh cho một người bà con với cái cô này theo xe tụi tôi lên Bạc Liêu xem thử câu chuyện đó làm sao sao. Thì cái người chủ nhà này mới cho cái bà dì ruột của cái cô gái đó theo xe lên Bạc Liêu. Thì lên Bạc Liêu cái bà này bà nhận là dì ruột của bà. Thì đúng rồi, quý vị thấy không, cái bà này là dì ruột, má là thứ sáu, bà này thứ chín. Thì lên đây cái bà này bà nằm, bà nói thưa dì, dì tôi đó, còn mấy người này không có dính líu gì hết. Thầy nói cha bây giờ cái chuyện này nó khó quá, không biết làm sao hết. Thôi bây giờ đó, thầy nói với hai sư cô nè, bây giờ thầy không ở lại lâu được, thầy phải đi về lập cái bàn Phật cho trang nghiêm, rồi thầy niệm hương, thầy khai từ bi sám pháp đạo tràng. Rồi hai sư cô ở lại đây mới nói trong gia đình này, chồng nè, con nè, cháu nội cháu ngoại, chị em gì đó, tập trung thành tâm để sám hối. Chứ còn không có cách gì hơn hết đó. Cái này không ai giải quyết được hết đó. Thầy cũng chịu thua luôn. Bây giờ nhờ cái oai thần của Tam Bảo, nhờ chư Phật gia hộ, hai sư cô đó tội nghiệp là làm cái bàn Phật xong, rồi thầy niệm hương, thầy khai kinh, thầy về. Hai sư cô 3 giờ chiều hôm sau là cái cô gái đó xuất ra, thì bà này mới làm liệm làm đám ma được 3 giờ chiều hôm sau. Như vậy là nhờ cái pháp sám hối mà hai này nó có cái cộng nghiệp của họ, có cái cộng nghiệp của họ, cho nên cái chuyện đó nó xảy ra nên mình. Cho nên thầy nói rằng Phật pháp linh lắm, không đơn giản đâu. Bởi vì mình chưa gặp những cái hoàn cảnh, mình chưa thấy những cái chuyện thực tế đó, mà khi mình thực tế rồi mình thấy Phật pháp linh như lắm. Như vậy cái nghi thứ hai là cái nguyện của mình, cái việc làm của mình. Cái bà A này bà nói còn cái thằng con trai út chưa đám cưới, bây giờ bà làm đám cưới xong rồi bà mới tội nguyện, bây giờ bà có được giảng sanh không? Cái ông đạo hữu A này ông phát nguyện ông làm cái chùa mà giờ ông chưa làm, ông chết thì ông có được vãng sanh không? Người ta nghi rằng là cái nguyện của mình, cái việc làm của mình mà mình chưa làm tròn cái sở nguyện đó có được vãng sanh không? Đây là cái chuyện rất là khó khăn của người tu hành này, khó khăn. Quý vị nhớ rằng những cái quan trái ở cuộc đời này khó lắm, khó lắm. Cái chuyện ở nhà bè nó xảy ra thế này. Gia đình này có 4 người gái, mà bà già đó bán cái phần đất này cho Đài Loan là chia cho mỗi người gái đó 50.000 đô, tức là 1 triệu tiền Việt Nam, 1 tỷ tiền Việt Nam. Thì cái người gái thứ tư đó là tu hồi 16 tuổi, bây giờ đó nhận được một số tiền của cha mẹ cho, sư cô mới xin với nhà chùa là xuất chúng. 69 tuổi rồi, sư cô mới nói bây giờ tuổi lớn rồi, con đau bệnh liên miên ở trong chúng không có làm được việc của chúng, thôi cho con xuất chúng, con về con cất cái tịnh thất, con cha mẹ con cho tiền, con không có quyền cố có Phật tử. Thì sư cô nghĩ như vậy cũng là có lý, bởi vì tiền của cha mẹ cho mình không có quyền góp của Phật tử đâu có tội, mới bỏ ra 300 cất một cái tịnh thất. Sư cô về đó sư cô ở để được có mấy tháng nè, phát bệnh mới đưa vô bệnh viện nằm 5 tháng,
Rồi bác sĩ mới nói với bà chị thứ hai thôi, bây giờ đưa sư cô về đi. Rồi muốn ăn cái gì để cho ăn, cho bây giờ bác sĩ bó tay, rồi bệnh lớn lắm, tuổi lớn rồi, trầm trọng lắm. Bà chị thứ hai mới đem về cái nhà đó, cái tỉnh thất đó. Thì bà mới nghĩ bây giờ ở một mình, ai lo cơm nước, quần áo, thuốc, men, chăm sóc. Bà chị mới rước về nhà riêng của bà chị thứ hai. Thì cái người em út thứ năm đó mới nói với sư cô: chị ơi, bây giờ còn cái số tiền 700 triệu đó, chị đưa cho em đi kinh doanh. Bây giờ chị bỏ trong nhà băng thì không bao nhiêu tiền lời đâu, rồi hàng tháng đó em trả tiền lời cho chị sống. Bà chị bà mới đưa hết số tiền đó, không giấy tờ gì hết. Chị em ruột mà. Trời, về nhà bà chị thứ hai đó. Ở một thời gian đó cũng mấy tháng đó, sư cô đó mới chết. Thì khi mà sư cô chết đó, bà chị thứ hai mới lục cái hồ sơ ra thì sư cô đó hiến xác cho y tế. Cho nên bà chị mới điện thoại cho sở y tế Sài Gòn, nó xuống nó chở cái xác của bà về. Cuộc đời ngang đó rồi. Nhưng mà lúc mà về nhà bà chị thứ hai đó, thì sư cô mới kêu người em mới lại hỏi số tiền rồi nói: chị đưa cho em, bây giờ em hoàn lại cho chị. Thì người em mới nói là: chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có hỏi vô lý. À, thế là người em út thấy rằng chị mình sắp chết, mà bốn chị em thì số tiền cha mẹ bán cái phần đất chia đồng đều rồi, nhưng mà thấy sư cô này tu hành không có con, không có gia đình nào hết, thì số tiền đó thì thôi mình ẵm luôn. Sư cô mới nói thế này: lời nói của em đó chị nhớ mãi, sống để bụng chết đem theo, sống để bụng chết đem theo. À, rồi thôi, xác là đem hiến cho y tế. Bây giờ bà chị bà làm một cái bàn Phật, rồi cái bàn linh để kế bên, thấp hơn cái bàn Phật đó, thờ cái hình đó. Thì bây giờ là ban đêm đó, sư cô đó hiện hồn về đi trong nhà đó là 5 người thấy hết. 2 vợ chồng bà chị đó là 2, 2 vợ chồng cái thằng con trai đó là 4, đứa con gái là 5, từ 5 người trong gia đình nó thấy hết. Lúc thì thấy ở nhà tắm, lúc thì thấy ở nhà bếp, lúc thì thấy ở nhà dưới, lúc thì thấy ở trên lầu, nghe là thấy hết. Sợ quá, sống để bụng chết đem theo. À, như vậy do cái số tiền mà đưa cho người em, bây giờ hỏi lại thì người em nói: chị đưa cho ai chứ không đưa cho em. À, đừng có hỏi chuyện vô lý. Bà chị mới giận, nó lừa đảo mình hồi nó lấy, nó ngon ngọt mình đưa cho nó, bây giờ mình hỏi với nó là nó nói ngược ngạo như vậy. Cho nên trong này giận, giận. Hai việc, nhớ tiền là một, giận người em là hai, cho nên không có siêu. Hôm đó thầy giảng ở chùa Bảo Ân ở Tân Bình, 2 vợ chồng mới đến đó mới tâm sự thầy. Thầy nói thôi được, lát nữa ở đây rồi dẫn tụi về nhà tụi xem thử, rồi về nhà thầy lên bàn Phật thầy thắp nhang, bạn cho sư cô đó xong thầy đi vòng vòng ở dưới đất cái này nè, sư cô chưa có siêu. Thôi bây giờ đó, để hôm nào tôi rảnh cái đó rồi tôi lên tôi điện cho, chứ công chuyện tôi nhiều lắm. Thì cách sau nửa tháng sau thầy điện, thầy lên. À, thì hôm đó có khoảng 10 người, 5 người trong gia đình với 5 người đã ở bên cạnh nhà đó, họ đến họ chơi. Thầy ngồi trước chỗ cái bàn linh sư cô đó, thầy nói thế này: sư cô tu hồi còn nhỏ, đồng chân nhập đạo quý quá. Trong đạo Phật mình là thường thường ca ngợi những cái người mà đồng chân nhập đạo, tức là còn nhỏ mà đi tu, không có vướng bận cái chuyện thế gian, tốt quá. Thứ hai là sư cô hiến xác cho y tế, đó là Bồ Tát hạnh, tốt quá. Đi tu còn nhỏ là tốt, hiến xác cho y tế là tốt, thì tại sao lại nhớ tiền? Là hy sinh cả cái đời son trẻ của mình vô chùa tu là quý quá rồi, quý quá rồi. Rồi đem cái xác này hiến cho y tế nữa là tốt, tốt là tốt hơn. Thế mà bây giờ nhớ tiền, nhớ tiền cho nên không siêu, dở quá. Tôi đi tu hồi 15 tuổi, sư cô đi tu hồi 16 tuổi. Nhưng mà tôi không có tiền.
tôi dở hơn sư cô, tôi không còn cha mẹ, tôi nghèo không có tiền, tôi có đồng nào đâu. Đức Phật dạy người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải lấy tiền làm sự nghiệp. Cho nên từ cái chỗ đó mà sư cô không có siêu. Bây giờ thầy khuyên sư cô xả ly cái đó, xả, phải xả. Xả mới hỷ, mà không xả thì không hỷ được. Nguyện về cực lạc, tịnh độ của Đức Phật Di Đà, cái chỗ an lạc, cái chỗ là vĩnh viễn, không nhân không quả, không có quan gia trái chủ, không sanh về đó, mà ở đây để nhớ lại 700 triệu là cái chuyện vô lý quá. Thầy nói xong cái sư cô đó nhập vô bà chị thứ hai khóc, nhập liền tại chỗ khóc liền, khóc nức nở. Thầy nói xả chưa, chịu bỏ chưa, chịu rồi lại ba lại xuất ra xong. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên cái nguyện, cái việc làm của mình chưa rồi không cần thiết, mà mình về cực lạc là tất cả những cái gì của mình làm xong hết, không có cần ở đây phải trả và làm hết. Quý vị đâu phát nguyện các cái chùa mà cất chưa xong thì về tịnh độ cất cả ngàn cái chùa. Quần nguyện tái lai giáo hóa diêm phù, về cái cõi này xin thưa với quý vị, cuộc đời của mình ở cái cõi này chỉ khuyên một người đó ăn chay niệm Phật, hiếu kính với cha mẹ là công đức vô lượng rồi. Vô lượng rồi chứ không đòi gì nữa hết. Không biết quý vị làm sao quý vị khuyên được một người bạn mà biết niệm Phật, ăn chay, biết hiếu kính với cha mẹ là công đức lớn lắm. Không phải đi nhìn ra xã hội có ai làm được việc là việc đó đâu. Chỉ có người tu Phật, người hiểu giáo lý của Đức Phật thì mới làm được cái việc đó. Chứ còn thế gian họ gặp nhau họ nói lợi, họ nói tiền, họ nói phải, nói trái không, chứ không bao giờ họ nói cái chuyện là ăn chay niệm Phật. Chỉ cuộc đời mình khuyên người đời biết ăn chay niệm Phật, biết hiếu kính với cha mẹ là quý lắm rồi. Như vậy là nguyện nào cũng tội, việc làm nào cũng xong, chứ không cần phải là ở đây đi cưới vợ cho thằng con đó xong rồi biết việc chừng nào cho nó rồi, cái chuyện của thế gian. À, đó là cái thứ hai, cái thứ ba nè. Cái nghi của thứ ba nữa là mình niệm Phật ít. À, mình xét là mình niệm Phật ít thì cái việc làm của mình ít quá, mà mình được về tịnh độ thì chắc có về không thành nghi đó. À, bởi vì ta nghĩ rằng là cái phải với cái trái, cái A cái B này phải tương xứng với nhau, cái A 1 kg thì cái B 1 kg, cái cân nó mới bằng. Bây giờ mình niệm Phật ít quá mà mình được về tịnh độ là chắc nói vậy chứ không chắc ăn. Đó là cái nghi. Thì quý vị nên nhớ thế này, chuyện bình thường không có chuyện gì hết. Mình đem cái chuyện thế gian ra mình thí dụ thì mình thấy cái chuyện được. Bây giờ hai người đó họ giận với nhau 10 năm, sống đầy bụng chết đem theo. À, hai cái nhà cái bên ông đạo hữu, thầy ổng nuôi con chó, mua con chó ở ngoài shop, chó đẹp lắm. À, cái bà hàng xóm chứ, bà nuôi con chó. Thì sáng đó anh mở cửa đó, anh ngồi anh uống cà phê, bà vợ thì lo công việc ở sau bếp. Để có nuôi hai con gà ác, con gà trắng đó, để nó ăn cơm đổ chơi thôi chứ. Thì con chó nó chạy qua nó chụp con gà. Thì sẵn mấy chiếc guốc của vợ với con để ngoài cái thềm hàng ba đó, chạy gầm chiếc guốc, ảnh chọi con chó, nó ngã ra nó la cặn nó chết. Cái bà chủ con chó bà chạy qua bà thấy con chó bà nó chết, bà chửi trâu, chửi bò, chửi heo, chửi ngựa, cuối cùng cứ chửi cái quân gõ mõ tụng kinh mà tàn ác. Tức là bà chửi từ Đức Phật xuống, cái quân gõ mõ tụng kinh là cái quân của mình. Bà chửi cái quân gõ mõ tụng kinh mà tàn ác, tức là khoan con chó bà chết. Ông chồng ổng xăng tay áo lên, bây giờ hết tu rồi. Hết tu nổi rồi. Nó chửi chó chửi mèo thì bà ổng còn nhìn được. Nó chửi tới cái quân gõ mõ tụng kinh, ảnh hết chịu nổi, ổng xăng tay áo lên. Bà vợ sao bà nghe bà nói, ông ơi, cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu, bỏ tay áo xuống. Cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu. Mình gõ mõ mình tu mấy năm như mấy chuyện này mình tu không được. À, rồi thôi em là bắt đầu tháng 4 mà cho tới tháng 7 là 3 tháng, hai nhà ở kế bên mà không ai nói tới ai hết. Cái bữa đó đi về chùa để dự cái lễ bông hồng cài áo là tối 14 tháng 7 Vu Lan, hai người gặp nhau ở ngoài đường. Cái bà chủ con chó bà nói, chú Tám ơi, chú hay quá, bữa đó chú nhịn cho tôi, chú không nhịn thành cái nồi cháo heo. Thôi đi về chùa bông hồng cài áo, bữa nay mình nhớ đến công đức sanh thành của cha mẹ, bỏ cái chuyện cũ đi.
À, thế thì xong một chuyện đó là xong liền. Thì như vậy là chúng ta có ít nhiều gì mà chúng ta về cực lạc thì xóa được, được cái này hết, xóa được hết. Đó, bây giờ 3 tháng giận nhau đó nè, bây giờ quan hỷ là cái đó không có ranh giới. Dù giận nó 10 năm 20 năm mà chỉ xả là xong. Thầy có cái ông bạn thầy, hồi đó hai đứa học sơ học ở nhà quê mà lớn lên thì anh đi lính, thầy đi tu. Sau giải phóng rồi anh đi học tập, rồi anh về cha mẹ chia ruộng, rồi anh làm khá giả lắm, có 2 đứa con. Cái đứa lớn 18, 19 tuổi vậy đó, thằng nhỏ, cái đứa lớn đi làm cô giáo rồi, cái thằng nhỏ là mới 17 tuổi, mà không biết cha con có cái gì nữa, mình không biết. Bữa đó anh gặp thầy về nhà, là anh mời về nhà uống nước chơi, anh nói tôi khổ quá ông ơi. Anh khổ cái gì? Có 2 đứa con à, mà cái con gái lớn đi làm cô giáo rồi, cái thằng nhỏ là anh nhà lợp ngói gạch men rồi xe cộ lúa thóc rồi trong nhà, tôi thấy cũng nghênh ngang, nó khổ vậy. Ông nói không phải, tôi không khổ về vật chất, mà tôi khổ về thằng con tôi. Với thằng con tôi 3 năm nay không ai nói tôi ai hết. Thầy biết là quan tăng hội khổ, tức là thương nhau mà xa nhau là khổ, là ái biệt ly, ghét với nhau mà gặp nhau là quán tánh. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung như người nghịch như nếm mật nằm gai, khổ lắm, khổ lắm, biết khổ rồi. Thầy nói thôi bây giờ đó, anh làm cái hoạch nhỏ thì sẽ có kết quả. Anh nói cái hoạch nhỏ là sao? Bữa nào vợ anh nấu cơm dọn lên bàn đó, anh mới vô bàn ăn đó, anh kêu thằng con anh nó ăn cơm chung với anh đó. Không bao giờ tôi gọi nó bằng con hết, tôi thề không bao giờ tôi gọi bằng. Nói chứ ông nội anh không kêu bằng con, con thì kêu con với ông nội, ông kêu, ông kêu thôi. Thôi thầy về. Suy nghĩ sao không biết, hơn 1 tháng sau, bữa đó chiều bà vợ dọn cơm lên, ảnh lên cái mâm này, nó giá xà đạp, nó ngồi ngoài cái hiên đó, tay chân dầu nhớt không. Ông kêu Dũng, bỏ nó đi con, rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng con anh nó để 2 cái tay dầu nhớt không, nó vô nó ôm cổ nó hung bố, nó con chờ bố nhiêu đó mà 3 năm. Xả mới hỉ, đúng không? Xả mới hỉ. Mình học giáo lý nhưng mà mình chưa biết áp dụng này, cái giáo lý ra trong cái cuộc sống này nó làm sao nó có kết quả rõ ràng. Con chờ bố nhiêu đó nghe cha với con 3 năm. Như vậy thì chúng ta có một cái nghi là mình niệm Phật cái công lao thì ít, nhưng mà mình vãng sanh về cực lạc cái chuyện lớn, người ta nghi là chắc không được. Cho nên mình mới hiểu rằng khi cái tâm của mình khởi lên thiện hay ác, giống như cái ngọn đèn vậy đó. Bây giờ quý vị đốt cái ngọn đèn sáp, rồi quý vị thổi cái ngọn đèn, quý vị hỏi cái ngọn đèn nó đi về đâu? Nó đi về đâu? Nó đi về cái đại của nó. Ở trong không gian này có đất nước gió lửa, cái thân mình do đất nước gió lửa hòa hợp, thì cái lửa đó nó đi về cái đại của nó, cái nước nó đi về cái đại của nó, cái gì nó đi về cái đó hết, tức là nó đi về cái vũ trụ của nó. Cái thân xác này cũng vậy, mình chết rồi cái thần thức là đi về cái vũ trụ, cái thế giới đó, rồi một thời gian khác thì nó thành hình một cái hình thể khác, chứ không thể là con người mãi mãi. Nói theo đạo Phật là tùy cái nghiệp của mình tạo, cái gì ở trong tương lai là do cái nghiệp này. Thì như vậy là cái tư tưởng của mình khi mình phát khởi lên mình niệm Phật thì nó khắp trùng cái thả thế giới. Mà cái tâm niệm của mình khởi lên cái niệm ác thì cái nghiệp ác đó nó khắp cùng cả cái không gian, cái thế giới này bao la. Cho nên như vậy mà chư Phật ở thế giới cực lạc kia nhiếp hộ cái tâm niệm Phật của mình ở cõi ta bà này, lo gì mà mình không về cực lạc. Ngài phát cái đại nguyện, Ngài nhiếp hộ. Chỉ cần một người ở cái cõi ta bà này là khởi lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái vô lượng thọ, cái vô lượng quang của Đức Phật Di Đà nó khế hợp với cái vô lượng thọ, cái vô lượng quang của mình ở cái cõi ta bà này, thì nhất định mình sẽ được vãng vãng sanh. Đó là 3 cái nghi. Bây giờ 4 cái ải. Cái ải thứ nhất là cái người chết mà sát sanh. Sát sanh, dù cái hành giả này có niệm Phật một đời, nhưng mà khi cái người hành giả này nằm xuống rồi là con cái nó không tin, nó giết heo giết bò, nó tế lễ, là cái ải thứ nhất.
Thầy kể chuyện này quý vị nghe, năm 66, mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ mất ở dưới Tân Hương. Thì Hòa Thượng Thiền Tâm mới dẫn anh em học tăng về đó để tụng kinh cầu siêu cho bà. Thì hai thầy gặp nhau, thầy Thiền Tâm mới nói: thầy hay quá, mẹ thầy mất mà thầy về thầy động viên anh em mà làm chay cái đám tang của bà là quý đó. Chứ đôi khi mình đi tu mà anh em họ không có tin, cha mẹ mình mất là họ sát sanh, họ tế lễ này kia khác, tội nghiệp cho người quá cố. Đó là cái câu của thầy Thiền Tâm nói. Thầy Bố Huệ mới nói: này cũng hay đó thầy, khi mẹ tôi mất rồi tôi họp bốn anh em trai lại, tôi mới nói đó, đám của bà làm chay nghe, anh em tôi đồng ý hết, tôi mừng quá. Nhưng mà có cái việc này thầy ạ, cách đây ba làng có cái ông cụ này là ông tu Tịnh Độ, nhưng mà ông tốt lắm, gia đình khá giả lắm, ai chết không có hòm ổng cho hòm, du lan ổng cho đồng bào nghèo gạo thóc quần áo Tết Nguyên Đán phát quà cho đồng bào nghèo, ổng rất là tốt. Mà khi mà ổng chết thì con ổng không có tin, mỗi đứa làm con heo tế, bốn đứa, ba đứa trai làm ba con, còn cái bữa cuối cùng hết con nhỏ con gái làm con nữa là bốn con. Ở nhà quê, nhất là ở Nam Bộ, quý vị biết trong cái làng đó mà có cái người chết là cả cái xóm nó không có nấu cơm, kéo hết rượu đế 300 lít, ba bốn con heo Nam Bộ, cái tật lớn quá đi nói không có được. Rồi cứ đem ra hè chôn, cách cái vách chừng 5 tấc đào cái kim tỉnh chôn, nó thương bố tôi. Cái đó là cái nặng nhất nói không được. Miền Bắc với miền Trung không có, đem ra nghĩa địa hết, nghĩa trang hết. Nhưng mà Nam Bộ có đem ra hè chôn, thứ nhất. Rồi có người chết trong cái làng đó, sớm nó không có nấu cơm, kéo hết vợ chồng dòng họ tới nó hết ăn cái đám ma. Đám ma ăn. À, thì chiều hôm đó làm con heo nữa. Ông mới nhập vô cái đứa cháu nội 15 tuổi leo lên cái bộ phản đó. Ông kêu mấy người con đó lại, bốn trai một gái tới. Ông mới nói: nè, lúc sanh thời bố niệm Phật, bố tu, bố nghĩ rằng để vàng cho con cháu không biết giữ, để sách cho con cháu không biết đọc, không bằng để cái âm đức mờ mờ bên trong mà trường cửu chia kế, tức là lâu đời không mất. Thế mà bố mới vừa nhắm mắt giết heo tế lễ, bây giờ người ta bắt bố được giữ cái bầy heo, bố họ đánh đập bố như thế đó, các con có thấy chưa? Ông la lên luôn. Mấy đứa con đó lại hết trơn: thôi bố ơi, tụi con là tay phàm mắt thịt không có biết. Thì bố nói như vậy thì tụi con xin hứa với bố là từ rày trở đi không dám sát sanh, đem cái thịt heo đó cho thằng xóm hết. Cho nên Hòa Thượng Bộ Huệ mới nói nhờ cái ông cụ đó, cái câu chuyện đó mà sớm trên làng dưới thì 2 năm nay ai chết làm chay hết, không có dám làm heo. À, quý vị thấy chưa? Sát sanh. Rồi cái chuyện nữa, ở Cần Thơ, cái cô này là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kinh tế ở Cần Thơ đó, có cái bông nó nhập vô mà gia đình không có biết, đang đi học mà sinh viên mà 23 tuổi. Cái bữa đó thì cái vong linh nó mới năn nỉ nên là mua một cái đải của quý thầy mang đó, một cái áo tràng, một sâu chuỗi để đi xuất gia. Nhưng mà gần cái chùa Phật học Cần Thơ đó, thì hai vợ chồng mới qua mời quý thầy đó, thì cái vong linh không có chịu. Thì cách cái chùa Phật học Cần Thơ có 4 căn chứ mấy, nhưng mà mời chư tăng đã qua làm lễ xuất gia cho cái vong linh đó, để vong linh nó không chịu. Ra Vũng Tàu mời thầy. Hai vợ chồng ra nói thầy, nó xuất gia mà chết thì sao mà xuất gia, tu điệu mười mấy chú nó có đó, đứa nào nó chết đâu, nó sống nó xuất gia mới tu hành. Bây giờ cái vong nó xin như vậy, ở nhà mua cái đải rồi cái áo tràng rồi sâu chuỗi rồi để nhà đó, mà đi thỉnh quý thầy bên chùa Phật học Cần Thơ cái vong nó không chịu. Thôi anh chị về đi, bữa nào tôi xuống rồi tôi điện tôi xuống. Thì bữa đó thầy xuống tới, xuống dốc cầu Cần Thơ, thầy nói tài xế đó: con tắp vô lề để con được điện thoại cái số này nè, họ ra họ rước mình cho biết ở đâu mà vô. Thầy nói như vậy thì cái cô sinh viên đó cổ chào thầy, là cái dông đó là nhập vô cổ lái xe gắn máy rồi cổ rước thầy về nhà, cổ không biết. Rồi công chuyện đó thầy làm lễ xuất gia.
Cậu mới nói, sư phụ ơi, xuất gia là phải cạo tóc. Tôi hỏi cạo ai? Cạo cái cô sinh viên thì nói không được. Con gái người ta đè đầu cạo tóc, nó kêu cảnh sát, thầy có tội không được. Không cạo thì con xuất ra không có được. Thầy kêu cha mẹ của cái cô đó lại đây. Bây giờ nó nói vậy đó, anh chị có chịu cạo không? Cạo là nhất giấy vô đây tôi cạo. Chứ cạo nó là cái vòng nó xuất ra nó là lạng, tôi không biết làm sao tôi bắt ra được. Hai vợ chồng mới lấy giấy viết vô, ký vô, thầy cạo. Thì ra hè đó thầy ngồi trước cửa thầy cạo. Rồi trong khi thầy cạo đó thầy mới hỏi với con ở đâu. Chết lâu mau lý do sao chết. Nói con ở Mỹ Tho đó sư phụ. Hai thằng bạn đi dự lễ sinh nhật, nó uống rượu rồi tự té đó. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô nhà thương đa khoa đó, hai ngày sau mới chết. 19 tuổi này 27 năm. Sư phụ ơi, nhà con giàu lắm, mỗi năm đám giỗ con nó làm con heo quay, bạn bè đóng ăn không đủ làm theo con chó mà con không có ăn. Con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để con độ mấy con heo mấy con chó đó. Quý vị nghe ma nói chưa? Không có ăn, không có ăn. Cho nên á, người Phật tử mình là hiểu Phật pháp, dỗ cha mẹ ông bà là cúng chay, rồi tụng quyển kinh Di Đà, niệm Phật hồi hướng, vậy là tốt. Đó nè, ở bên Mỹ này thì đỡ cái vấn đề sát sanh, còn ở Việt Nam thì đám cưới cũng sát sanh, đám ma cũng sát sanh, rồi mừng thọ cũng sát sanh, sinh nhật cũng sát sanh, cái nào cũng sát sanh hết. Ở đây có ai nuôi gà nuôi heo ở nhà đâu mà sát sanh, là đi mua. Nhưng mà mình là người Phật tử thì cúng mâm con chay theo cái truyền thống của người Việt Nam. Người Việt Nam có cái đạo thờ cúng ông bà trước khi đạo Phật truyền đến Việt Nam, nhưng mà đạo Phật không có chú trọng cái chuyện đó, mà làm sao cho cái tâm linh của cái người chết đã được siêu thoát. Mình tu hành theo đạo Phật quan trọng làm sao cho thân tâm mình được an lạc, mình được vãng sanh về cực lạc. Đạo Phật không quan trọng cái chuyện đó, nhưng mà theo cái truyền thống của dân tộc, của tổ tiên mình là cúng bái tổ tiên ông bà là cái đạo của người Việt Nam. Bỏ cái này là mất cái đạo của người Việt Nam, không nên bỏ. Nhưng mà làm theo đạo Phật là cúng chay. Thế thì cái vong linh nó nói là 27 năm mà mỗi năm đám giỗ là nhà nó làm con heo quay, ăn không đủ là làm thêm con chó, nó không có ăn. Bây giờ nó thương quá, nó xin nó đi tu để nó đi nó độ mấy con heo mấy con chó. Thì hai câu chuyện đó để quý vị thấy, hai câu chuyện đó. Sát sanh là một cái ải mà làm cho cái người vãng sanh nó trở ngại. Cái ải thứ hai là tài sản mà chưa có chia. Bây giờ đó, gia đình này có tài sản, có hai ba đứa con vậy đó mà chưa có chia. Bây giờ đó, năm đó chết rồi mà cái thần thức đó nghĩ đến cái của nó chưa có chia, chưa có chia cái của đó. Cho nên là luyến mộ cái tài sản đó, thương mến cái tài sản đó cũng trở ngại cho vấn đề vãng sanh. Cho nên quý vị bây giờ có của có gì đó chia trước đi. Nhất là dặn nè, bố giao cái nhà cho con, nhưng mà tụi con phải hứa với bố là bố chết không có khóc nha. Vì cái ải thứ ba là đụng và khóc. Cái ải thứ hai tức là tài sản chưa chia, cho nên thương tiền tiếc bạc mà không có siêu thoát được. Cái ải thứ ba đó là đụng và khóc, cái người chết họ ghét. Hai chuyện là đụng họ và gì và khóc. Bởi vì sao? Nếu mình đụng vào cái xác chết đó thì cái người đó họ đau. Cũng trong kinh nói giống như mình nắm cái con rùa, mình kéo cái đầu nó ra hết, ruột gan nó ra hết, đau lắm, đau lắm. Cho nên họ ghét mà mình đụng. Thế thì vua hoàng đế Asoka khi mà lâm chung thì hoàng đế mới kêu quan đại thần tới đem của trong thành chia cho dân. Thì cái quan đại thần đó phản đối Asa Thế đọa địa ngục. Hoàng đế Asoka bị đọa địa ngục là vì tức giận. Quý vị thấy nghĩa là cái quan đại thần đó chống đối lại cái lời di chúc của hoàng đế Asoka, tức là đem của trong thành là chia cho dân nghèo. Ông quan đại thần đó phản đối là ngày nổi sân lên, ngày đọa địa ngục liền. Vì vậy cho nên là khi cái người chết mà cái người mình đụng vào cái xác họ, họ đau giống như là con rùa thoát xác. Cái thứ hai là mình khóc thì họ sẽ trở lại. Thầy kể cái chuyện này quý vị nghe nè. Gia đình đạo hữu đó làm đám cưới,
cho cái đứa cháu nội đích tôn, nhưng mà không có mời sư phụ. Ông sư phụ ông ấy thấy cái nhà đó nó làm cái gì mà lọt rạp, rồi kẻ tới người lui rồi này kia nữa, ông đi ngang nữa, ông cười. Bà vợ bà mới nói cho ông chồng là âm ngực, sư phụ mình đi ngang nhà mà mình đâu có mời, mà sao sư phụ cười. Hai vợ chồng đó mới mời sư phụ vô nhà, nó ngồi ghế giữa đàng hoàng. Ông chồng mới hỏi sư phụ có cái việc gì mà sư phụ đi ngang nhà con, con nghe sư phụ cười mà cái nụ cười của sư phụ đặc biệt, ít có lắm. Sư phụ mới hỏi chứ nhà của đạo hữu làm cái gì mà kẻ lui người tế rồi trang hoàng là có vẻ trang trọng vậy? Đệ tử mới nói thưa sư phụ, đám cưới cho thằng cháu nội đích tôn. Sư phụ hỏi về đàn gái ở đâu, bao nhiêu tuổi, họ gì? Thưa sư phụ, con đàn trai là họ Trần mà đàn gái là họ Phạm, như vậy là người dân rồi. Thứ hai là con trai của con là lớn hơn cái con dâu đó là 6 tháng tuổi, 1 tuổi nhưng mà bên trai lớn hơn 6 tháng. Thế thì ngày cười, ngày mới nói là hồi nào cháu cháu bà, bây giờ thì vợ vợ chồng chồng. Hai vợ chồng không hiểu cái câu nói đó, cho nên ông đạo hữu mới nói sư phụ nói cái câu đó vợ chồng còn khó hiểu quá, sư phụ giải thích cho con nghe. Sư phụ mới nói nè, khi mà mẹ ông chết với cái thằng cháu nội này có một cái gì đặc biệt. Lúc mà bà sắp chết đó, ông kể cho sư phụ nghe. Thì ông cư sĩ đó mới nói rằng mẹ con thương cái thằng cháu này lắm, đích tôn mà. Cho nên lúc mà bà hấp hối, bà sắp chết, bà ra và giấu là bế thằng cháu nội tới, thì bà nắm cái tay thằng cháu chặt, xong rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Sư phụ nói đó, thì bây giờ làm cái cô gái đó nè, thằng này cưới cái cô đó này, hồi nào cháu cháu bà mà bây giờ là vợ vợ chồng chồng. Rồi cả hai bên nam nữ nghe sư phụ nói như vậy, tu hết cả hai bên. Bây giờ cải gia vi tự, bây giờ cái nhà đó tu hết, sửa đổi làm cái chùa, là cái sự tích là cháu nội đi cưới bà nội. Quý vị thấy nè, tức là khi mà cái người chết đó có một cái sự luyến ái trong thân tộc, trong con cháu, họ trở lại họ làm cô ba cháu gà ở chợ giọng nhỏ ở Mỹ Tho. Hằng ngày cô làm con gà, cô nấu cháo đem ra chợ giọng nhỏ Mỹ Tho cô bán, cái nghề của cô mà. Thì hôm đó cô mua con gà trống nhốt ở trong lòng đó, thì khuya 3 giờ cô dậy cô làm con gà đó để nấu cháo, thì ông nội cô về báo mộng đó là ông nội của ông, của bà. Bà bỏ cháu gà luôn, đi tu luôn. Như vậy mình thấy qua những cái câu chuyện đó, hồi đó thầy học hòa thượng Từ Nhân, hòa thượng kể thầy nghe, ở dưới quê hòa thượng có một việc thế này, là hai vợ chồng là thầy cô giáo hết, có đứa con gái 7 tuổi, năm đó nghỉ hè, tối nó ôm cổ nó nói mẹ, nó mẹ xin cho bố là con về con thăm chồng cũ con. Mẹ nó giả miệng, mày cũng nít mày nói chuyện chồng con, tao nói bố mày đập mày rồi. Nó làm thinh, mai nó xin nữa, mốt nó xin nữa. Người vợ mới tâm sự với chồng nó, sao con mày nó nói kỳ quá, tự nhiên nó con nít mà mấy đêm nay nó xin với bố nó về nó thăm chồng cũ, nó con giả miệng nó mà cứ nó nói hoài. Thì cái người chồng đó, ông bố đó mới tâm sự với ông giáo, ông thầy giáo đồng nghiệp. Thì ông thầy giáo nó nói bây giờ mình làm cái cuộc kiểm tra đi, chứ bây giờ nó nói như vậy mình cũng không biết. Bây giờ đi. Thì trên chiếc thuyền đó là ông thầy giáo đồng nghiệp, hai vợ chồng và con bé đó đi trên cái khúc sông đó, mà từ nhỏ lớn là con bé nó chưa bao giờ nó đi trên cái đoạn sông đó, nó chỉ đi tới đó, lên cái nhà đó, vô cái nhà đó. Thì cái người đầu tiên là cái ông già mang mắt kiến, ông ngồi ông rót nang, ông đang thúng đang rổ về nó chỉ là chồng nó. Còn mấy người con của cái ông cụ này là con nó mà lớn hơn bố mẹ nó, thì mấy người này họ bức xúc rồi, nó con bé này hỗn hào. Ông già là lớn hơn ông nội nó mà nói chồng nó, còn mình nó nói bố là con nó là sao? Thì ông thầy giáo đó, bố con bé đó mới kêu mấy anh nó ra nói nhỏ rằng công chuyện nó như vậy đó, mà mình khó hiểu quá. Nó xin nó về thăm chồng cũ nó, gia đình của nó,
Thì bây giờ các anh nó hỏi nó cái việc mẹ của các anh liên hệ với cái nhà này khi còn sống đó là cái gì, coi nó nói đúng không. À, thì mấy người trong con của ông cụ rồi mới nói bé nè, bé nói bé là mẹ của chúng tôi, thì cái việc gì mà khi mẹ tôi còn sống hay là lúc mẹ tôi chết nó có một cái gì đặc biệt nó liên quan đến chúng tôi, thì bé nói có đúng không. Còn bé nó nói cây dù của mẹ, cây dù cưới của mẹ lúc mà mẹ chết rồi các con cho ai. À, thì cái anh trưởng đó, anh con trai trưởng mới nói đây này, lúc mà má tôi chết đó, dì ruột tôi mới nói đây cây dù cưới của chị tao, bây giờ chị tao mất rồi, mấy đứa mẹ cho tao cây dù đó về làm kỷ niệm, cho nên anh lấy cây dù đó của mẹ anh cho người dì. Bây giờ con bé này nó hỏi là đúng rồi. Bây giờ qua cái ông già này, bố nói là bé nói là ông già này là chồng, thì bây giờ bé nói cái gì nó liên quan đến vợ chồng trong cái gia đình này. Còn bé nó xây qua nó nói ông, cái đôi bông tai của tôi hồi tôi bệnh ông mở ra rồi ông để ở đâu mà khi liệm ông không có liệm theo. Ông dở cái mắt kiến, ông nói trời ơi, lúc bà bệnh tôi mở cái đôi bút mù u tôi rửa tôi cất, thì tôi tính rằng lúc tôi liệm bà tôi liệm theo, nhưng mà lúc tôi bức xúc tôi không có liệm. Bây giờ tôi còn cắt trong tủ, ông đứng dậy ông mở lấy cái đôi bông bút mù u đưa ra, đúng luân hồi, chuyện rõ ràng quý vị thấy không. Vì vậy cho nên hai cái vấn đề là mình đụng cái người chết là họ đau, họ sân, họ đọa địa ngục. À, mình khóc lóc, mình kể lể là cái nghiệp ái nhiễm đó họ sẽ sanh trở lại trong gia đình của mình, là hai cái việc đó trở ngại cho người gì, người vãng vãng sanh. À, thứ nhất là cái ải thứ nhất, cái ải thứ nhì, cái ải thứ ba, tiền của chưa chia cho con cháu. Người chết rồi thì con cháu khóc lóc kể lể đụng cái thân xác đó, thì quý vị thấy đây này. À, cái ải thứ tư, cái ải thứ tư nữa, sắc sanh là một ải thứ nhất bạn nè, cái ải thứ hai là tiền của chưa chia, cái ải thứ ba tức là đụng chạm cái thân xác và khóc lóc, cái ải thứ tư là mắc nợ chưa trả. Thầy kể chuyện mắc nợ quý vị nghe nè. Hôm đó thầy đi cứu trợ cái là ở ở Sóc Trăng, cái làng mù mà họ trồng hành, họ mù hết. Thế thì tối thầy ngủ ở Bạc Liêu để sáng thầy vô trong đó sớm. Thì lúc 10 giờ ở bên Đồng Tháp nó có cái cuộc điện thoại, nó điện qua nó sư phụ ơi con tìm được cái số điện thoại sư phụ, con có cái chuyện rắc rối sư phụ giúp giùm con. Tôi nói đạo hữu kể thầy nghe đi. Năm 70 con làm chung với cái thằng Mỹ đó ở Long Bình, con mượn nó $500 mà con chưa có trả. 72 Mỹ nó rút về nước. À, bây giờ nó về nó đòi, thì con biết là con nợ con chưa trả, thì mình biết rồi chưa trả. Con vô trong cái chùa trong làng con hỏi sư cụ đó, bây giờ con mắc nợ thằng Mỹ đó $500, nó về nó đòi là con làm sao sư cụ. Sư cụ mới nói là đạo hữu mua gạo đem về chùa để phát cho đồng bào nghèo, tức là trả nợ. Con bỏ ra 10 triệu con mua gạo con phát đồng bào nghèo, nó về nó đòi nữa, bây giờ làm sao sư phụ. Tôi nói đâu có được, sư cụ già rồi. Sư cụ không hiểu cái đó. Bố thí là bố thí, trả nợ là trả nợ, hai cái chuyện này khác nhau. Bây giờ đạo hữu mắc nợ thầy mà thầy đòi đạo hữu không trả, đạo hữu đi mua gạo phát cho đồng bào nghèo thầy có chịu? Thà là trả cho thầy rồi mua gạo thầy phát đồng bào nghèo là cái nguyện của thầy. Sao tự nhiên mắc nợ người ta mua gạo phát đồng bào nghèo, nó đòi nữa là phải. Bây giờ muốn trả không? Đem ra thầy trả cho. Trả, đem ra thầy trả. À, cái số tiền đó cúng trai tăng, đúc đại hồng chung, in kinh sách đó nè, chứ không thể bố thí được. À, cái số tiền đó đó, đạo hữu đem số tiền đó ra cho thầy, thầy mới làm một cái bàn hương án trước cái bàn Phật đó, thầy mới y áo chỉnh tề, thầy quỳ xuống, thầy vạch cho Đức Phật đây là đòi nợ, đây là trả nợ, mà đòi nợ chết rồi, thầy bạch cho Tam Bảo biết, rồi thầy thỉnh tăng về cúng dường hồi hướng là xong, xong trả nợ. À, câu chuyện thứ hai
ở Bình Thạnh, cái bạn A này cho bạn B mượn một số tiền rất lớn, nhưng mà cha mẹ không có biết, chưa có gia đình, đi làm là có tiền cho thằng bạn nó mượn hết mà cha bà mẹ không biết. Thì sau đó cái người bạn B này tai nạn giao thông chết, về nói với mẹ được là con mượn nợ của bạn B đó mà mẹ trả dùm con. Thì bà già bà lại bà kêu hỏi cái thằng bạn A nó đó, hai đứa bay làm ăn chung với nhau rồi mượn tiền sao đâu. Thì cái người bạn A là xác nhận là con có cho ảnh mượn một số tiền, mà thôi dì ơi bây giờ ảnh chết rồi thôi. Nhưng mà nó về nó kêu phải trả. Bây giờ hai cái bà mẹ này đang lấn cấn, bà nói thôi cái mạng người là quý, bây giờ nó hai thằng nó làm bạn, nó thương như anh em ruột vậy, thôi bỏ đi không có tính cái chuyện đó nữa. Nhưng mà nó cái người bạn B đó, cái người mạng tiền về nói với mẹ là phải trả cái số tiền đó. Hai bà mới dẫn ra chùa Hội Phước mới thưa với thầy, bây giờ công chuyện đó làm sao? Thầy nói phải trả chứ làm sao, mắc nợ là phải trả chứ. Bà hỏi giờ làm sao, nó chết rồi làm sao trả, mà đem ra đây tôi trả cho. Bà trả không? Trả, đem ra đây. Thì cũng trai tăng em rồi. Một chuyện thứ ba nữa, thầy hết cái nợ quý vị nghe nè. Cái anh này nằm một chỗ là 6 năm ở Đa Cao. Bữa đó anh mới nằm chiêm bao, anh thấy mẹ anh về đúc chuông có hai chữ thôi. Anh kêu bà vợ, anh nói má tôi chết nay 9-10 năm mà tôi đâu có thấy, mà hôm nay tôi thấy má tôi về đứng trước mặt nói với tôi đúc chuông có hai chữ thôi, bây giờ làm sao bà. Bà vợ bà ra bà thưa với thầy, thầy vô thầy nói rằng cái nguyện của bà lúc còn sống bà chưa làm xong cái nguyện rồi. Bà có nguyện đúc chuông nhưng mà bà chưa đúc. Bây giờ anh là con trai, nếu mà anh chết thì ai làm? Con dâu không làm đâu, vợ anh nó không làm đâu. Thôi bây giờ anh đúc chuông để cái nguyện của bà được tội nguyện. Anh nói bây giờ thầy coi ở đâu đó thầy cúng dùm cho con, thầy đúc dùm con. Tôi nói được rồi, tôi đi giảng ở Long ở ngoài Quảng Ngãi, cái chùa Long Khánh đó, nó treo cái bom, cái vỏ bom nó quánh nó rước tôi nghe bèn bèn đó. Bây giờ nó tôi hứa tôi cúng mà không có tiền. Tôi nghiệp lấy cái vỏ bom này hàng cái quay lên rồi tôi rước pháp sư mà. Tôi ủa đại hồng chung nhà nghe bèn bèn nó có đi lên dòm thấy cái vỏ đạn rồi nó thôi để đó thầy đi giảng rồi thầy coi ai đó phát tâm thầy cúng cho cái đại hồng chung cho tội nghiệp. Nhưng mà chưa có ai cúng hết. Anh mới nói thôi giờ con cúng. Thầy mới điện ra ngoài Huế, thầy đặt anh đúc cho tôi cái chuông 250 kg để là Long Khánh Tự Chung, bốn chữ đó. Anh chở vô Quảng Ngãi đó, anh cúng dùm cho tôi. Ở ngoài đó nó đồng ý. Nó bây giờ cái lễ mà chú nguyện đó thầy ra được không? Thôi xà quá. Bây giờ thầy coi thầy nào ngoài đó đó, mời quý thầy làm cái lễ chú nguyện dùm, rồi cúng dường cho thầy, tiền thầy gửi ra. Cái bữa đó sáng 8 giờ chú rót đồng ở ngoài Huế nha, cứ thỉnh hai thầy gần đó đến làm lễ chú nguyện. Thì chú điện cho thầy, chú nói 8 giờ con làm lễ rót đồng đó thầy. Thì 9 giờ cái anh trên này chết. Thì rót đồng xong rồi thì bà vợ điện ra nói ảnh chết rồi thầy. 9 giờ thì cái rót đồng ngoài Huế đó 8 giờ mà 9 giờ cái anh này chết, nằm 6 năm như vậy trả nợ. Rồi hai cái bà nữa, 21 năm, hồi đó hai người 20 tuổi, bây giờ 41 tuổi, làm ăn mượn tiền với nhau, A cho B mượn tiền, thì cái người cho mượn đó chết, 21 năm, về mới kêu cái đứa cháu kêu bằng gì, cái người cho mượn nó kêu bằng gì, con Hạnh nó còn thiếu tao 30 triệu, nó chưa trả, cháu của cái bà cho mượn tiền nó lại mới nói là hai bà hồi trước đây làm ăn mượn tiền đó, trả chưa? Có mà lâu quá ta không nhớ bao nhiêu. Thôi đi 30 triệu người ta đó, không nhớ. Bà nói tôi 30 triệu nhưng mà tôi không có nhận á. Hai bà làm sao làm cho tôi có biết cái tiền đó nè. Thì cái bà Hạnh này, bà A này đồng ý trả, nhưng mà cháu của cái bà cho mượn tiền không nhận. Thôi tôi không biết cái chuyện đó mấy bà làm. Nhưng mà bà về bà nói với tôi là bà còn mắc nợ. Hai người đó, cháu của cái bà cho mượn tiền đó với cái bà Hạnh này, hai cái bà ra chùa thầy mới trình bày cái chuyện. Thầy nghe thầy nói bây giờ muốn trả không? Muốn, đưa tiền đây. Mở cái gói tiền đưa thầy 30 triệu đưa liền tàng hoàng. Rồi bữa nào thầy cúng trai tăng thì điện cho ra cúng nha.
tuần sau thầy cúng trai tăng, thầy kêu đó ra cúng trả nợ. Cái số tiền đó trả nợ là phải cúng trai tăng hồi hướng, in kinh ấn tống và đốt đại hồng chung, chứ còn cái tiền đó mà bố thí không được. Bây giờ thực tế mình cho cái người A nó mượn tiền, nhưng người A nó chết mà chưa có trả. Bây giờ mình nghe cái người đó chết, cái đám tang là mình tới mình thắp nhang, mình nói thế này nè: em ơi, hồi sanh tiền lúc còn sống em có mượn của chị một số tiền mà em chưa có khả năng trả. Bây giờ chị nghe em chết, chị đến thắp nhang cho em, cầu nguyện cho em, cái số tiền đó chị cho luôn. Tức là mình xóa cái này là hết nè. Bây giờ cái người đó ở Việt Nam họ trốn qua Mỹ đây, còn mắc nợ chứ. Chứ đâu phải nó mắc nợ tôi, nó trốn nó qua Mỹ đó, chứ nó còn mắc nợ. Chết rồi, cái bộ bia cấm nó cái thằng đó nó còn mắc nợ tôi, nó chết đó. Mình xóa cái này là mới hết. Cho nên chúng ta thấy cái tư tưởng khởi lên một câu niệm Phật là cái tư tưởng này, cái danh hiệu này khắp cùng cả thế giới bao la vô tận. Mà khởi lên một cái niệm ác thì A Tỳ địa ngục này là trước mặt của mình nó sai được. Vì vậy cho nên đừng ngại rằng niệm Phật ít mà không được vãng sanh. Như vậy mắc nợ là một nè, cái ải nè, có của mà chưa chia cho con là hai nè, sát sanh là ba nè, đó không, là chết khóc và đụng là bốn cái, đó là tam nghi bốn ải. Bây giờ nói cái chuyện mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Mầu nhiệm thầy học Quan Di Đà sớ sao, Hòa Thượng Trí Thủ dạy, học ở Nha Trang 4 năm, Hòa Thượng Trí Thủ dạy nguyên cái bộ Di Đà sớ đó. Thì trong Di Đà sớ sao có một cái câu chuyện thế này, bên chùa Đông Lâm ở bên Tàu, cái chùa đó là tu tịnh độ, ban ngày niệm Phật 3 thời, ban đêm niệm Phật 3 thời là 6 thời. Thế thì một hôm chư tăng họ mới phát hiện là ở trên cái tàu cao nó rớt xuống có cái ổ sáo, có con sáo con, mà đem vô trong chùa thì để hớ hỉnh sợ mèo nó ăn thịt nó chụp đi. Cho nên chư tăng họ nuôi kỹ lưỡng, dần dần nó lớn đủ lông đủ cánh rồi ngày lột lưỡi, dạy nó niệm Phật thôi, không dạy nó gì hết. Thì chư tăng niệm Phật thì nó niệm Phật. Thì một hôm là cái thời niệm Phật khuya đó, không nghe con sáo nó niệm nữa. Cho nên chư tăng họ ra họ phát hiện là nó chết mà nó đứng ở trên lòng chứ không ngã xuống. Để quý vị thấy là con người chết cũng phải ngã, con voi chết cũng phải ngã, con ngựa chết cũng phải ngã, thì con sáo nó đứng ở trên lòng nó chết. Chư tăng mới báo cho Hòa Thượng trụ trì. Hòa Thượng nó nói đây là một sự linh ứng, quý thầy nên cẩn thận. Là chết cái loài động vật ai chết cũng phải ngã hết, mà con sáo chùa mình là nó chết nó đứng trên lòng, đó là một sự linh nghiệm. Thôi các thầy cẩn thận, đồng môn đồng đạo với mình đó, liệm nó vô rồi đem ra vườn chùa là đưa ma niệm Phật tiếp dẫn, chôn cất đàng hoàng. Thì chư tăng họ y lời Hòa Thượng, liệm vô cái quan tài, lấy gỗ rồi đóng làm cái quách nhỏ nhỏ vậy, rồi liệm vô, rồi niệm Phật đưa linh ra ngoài vườn chùa chôn. Rồi các thầy họ lấy gạch họ xây vòng vòng như cái mộ vậy đó, kỷ niệm nè. Một năm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện là có cái bụi sen nó mọc lên ở trên đất gò, để sen không mọc trên đất gò được, dưới bùn ao chứ. Chư tăng họ thấy lạ quá, cái mùi thơm của cái hoa sen nó ngào ngạt cả cái vườn chùa luôn. Báo cho Hòa Thượng trụ trì, Hòa Thượng mới ra xem. Hòa Thượng nói để đó. Hòa Thượng viết em cái phong thơ gửi cho đường vua Đường Huyền Tông, bởi vì vua Đường là một Phật tử, mà nếu như cái chuyện này mà vua Đường đến chùa mà thấy cái việc này thì tăng thêm cái lòng tin với Phật Pháp, ý của Hòa Thượng vậy đó. Cho nên vua Đường bắt được cái thơ của Hòa Thượng, là vua Đường đến dẫn ra ngoài vườn thấy cái bụi sen đó. Hòa Thượng mới nói với chư tăng đây này, cẩn thận nha, các thầy đào nhẹ nhẹ tay coi ở dưới cái gốc sen đó là cái gì. Cái sen không thể mọc ở trên gò cao được. Để chư tăng họ đào, họ phát hiện cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. Bấy giờ cả chư tăng của chùa, Hòa Thượng trụ trì và vua Đường đứng đó mà tận mắt thấy cái việc mầu nhiệm của con sáo chùa Đông Lâm. Bấy giờ vua Đường làm một cái bài kệ, tức là 4 câu 7 chữ: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thê kỳ. Tạm dịch cái bài thơ đó: có một con chim biệt biệt nhi,
Nó nghe thầy dạy niệm A-di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế mới kỳ. Chuyện thứ hai là con chuột của Hạ Liên cư sĩ. Cái đạo tràng niệm Phật có Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, là 3.000 người niệm Phật. Hạ Liên mới báo trong đạo tràng là 10 ngày nữa Hạ Liên vãng sanh. Thì bấy giờ trong đạo tràng họ mới cử người về đến cái tư thất của Hạ Liên cư sĩ niệm Phật suốt 24/24, không ngớt. Thì lúc bình nhật đó, Hạ Liên dọn phòng thì bắt gặp cái ổ chuột, nó có một con mà ngay ngón tay cái đây nè. Ngày sợ đem ra mèo nó làm thịt, ngày lấy cái thùng cạch tông ngày nuôi nó. Thì khi nó lớn lên nó quen với ngài rồi, cái lũi thủi nó theo ngài. Ngài ngồi niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng, mà ngài đi kinh hành thì nó đi theo. Tức nó không nói được như con sáo chùa Đông Lâm, nhưng mà cái thái độ của nó nghĩa là ngài ngồi thì nó ngồi, mà ngài đi thì ngồi nó đi. Cho nên trong đạo tràng họ mới nói con chuột của Hạ Liên cư sĩ biết niệm Phật. Người ta đặt cái thôi chứ nó không có nói được. Nhưng lúc mà Hạ Liên cư sĩ giảng sanh thì trong đạo tràng họ mới tìm con chuột ở đâu. Ngày bình thường thì nó theo ngài, bây giờ ngài giảng sanh là nó ở đâu. Vô trong phòng thấy nó đứng trên chiếc giày nó chết. Như vậy là con chuột của Hạ Liên cư sĩ là một, con sáo chùa Đông Lâm là hai. Tức là có kết quả, quá trình của nó là nó niệm Phật. Đó là hai con thú, con sáo với con chuột. Bây giờ cái người này dốt. Ông già này 64 tuổi, ông vô chùa, ông mới nói với hòa thượng nè: con không có gia đình, vô gia cư, vô sự nghiệp. Bây giờ tuổi già rồi, con muốn về chùa nương bóng từ quan của Phật, làm công quả để nhờ cái hộp cơm của chùa và cái đời sống mai hậu. Hòa thượng nói thôi được. Bây giờ đó, ông dốt không có biết chữ, không có tụng đại bi, không có tụng lăng nghiêm gì được hết. Bây giờ chùa này đó là tu tịnh độ, ông niệm Phật. Cứ tôi cho ông sâu chủ rồi, cứ Nam Mô với đạo Phật, cuốc đất con niệm Phật. Đó nè, bữa củi con niệm Phật, kéo nước con niệm Phật, dọn cơm con niệm Phật, nghĩa là cái gì con niệm Phật hết. Lúc thì lần chuỗi, lúc thì không, được không? Ông già nói dạ được, dễ, Nam Mô với đạo Phật. Rồi niệm. Cái bữa đó thì thầy tri sự mới thông báo rằng khuya nay đó là cả chùa ta dậy hết, rước vía ngày mai 17 tháng 11 là vía Phật Di Đà. Cái ông công quả đó, ông chạy lên phương trượng, ông thưa với hòa thượng nó: bạch hòa thượng, ngày mai vía Phật Di Đà có đúng không? Thầy tri sự thông báo với đại chúng ở dưới quả đường đó. Hòa thượng nói: mai 17 tháng 11 vía Phật Di Đà. Hòa thượng cho con đi theo Phật A Di Đà với. Hòa thượng nói cái ông này có bệnh hoạn gì đó mà chết, theo Phật là chết. Hòa thượng nói thôi để 23 tháng chạp đưa ông Táo rồi ông đi, con đi với ông Táo luôn. Dạ, xuống tiếp tục bữa củi, tiếp tục kéo nước, tiếp tục làm công quả cho tới ngày 23 dưới nhà bếp nấu sôi để đưa ông Táo cho ông cái về cơm cháy. Ông cầm không ăn được nữa rồi xong để xuống, chạy lên trên phương trượng bạch hòa thượng: hôm trước con xin hòa thượng đi theo Phật Di Đà. Hòa thượng nói đi với ông Táo, hồi nay đưa ông Táo con đi nha. Hòa thượng nói ra cái bổ phản ở ngoài sau chùa thì leo đó, nó ngồi đâu vãng sanh, đi với ông Táo mà 5 giờ rồi chư tăng họ dọn cơm mà kiếm ông công quả nó không có, chạy ra ngoài thấy ông ngồi đó, chư tăng họ rầy cho nó: tu hành thì có giờ có giấc, giờ nào tu giờ nào, bây giờ dọn cơm không lo dọn cơm ăn mà lo tu. Ông làm thinh, là một hồi nó cũng làm thinh, đụng cứng ngắt chạy vô báo hòa thượng: ông công quả ông chết rồi. Hòa thượng nó nãy lên nó thưa tao nó đi với ông Táo á. Như vậy là ông công quả này đi với Phật Di Đà, đi với ông Táo, đi với Phật Di Đà, nhưng mà hòa thượng không cho. 23 tháng chạp đi với ông Táo, đó là một sự thật, là cầu cho con biết ngày biết giờ biết khắc biết rài tánh linh, tức là biết ngày giờ đi, không biết rồi. Rồi cái gia đình này, cái ông con là huynh trưởng gia đình Phật tử, nghe nè, anh mới kể thầy nghe. Hôm đó là dỗ bà bác Thám, tháng 3 này dỗ bác Thám nè,
anh em mới quy tụ về chùa thầy làm lễ dỗ, thì tối lên ngồi uống nước trà, rồi anh mới kể thầy nghe, là con kể chuyện nhờ cho thầy nghe. Bố con, cái tấm bảng thằng con nó học, bố con viết lên đó là năm tháng ngày giờ ổng chết, mà thầy tin không? Tự nhiên đấy, mạnh khỏe về viết lên cái bảng đó, ổng chết. Con hoàn toàn con không có tin. Nhà con thì nuôi bò 20 con. Bữa đó bố con mới nói rằng ngày mai đó không có thả bò, cho nó ăn rơm ăn gì đó. Tụi con lo quét dọn nhà cửa rồi nấu cơm cúng tổ tiên ông bà, cúng Phật. Nói vậy thôi. Thì kẻ trên người dưới lo công chuyện hết. Ông đi tắm rồi thay bộ đồ mới đàng hoàng, ông đuổi xuống hết. 11:30 rồi đuổi xuống hết để ông thanh tịnh, ông cúng ông bà tổ tiên, ông cúng Phật. Ông ngồi trên bộ giảng, ông chết thì đúng cái ngày giờ mà ghi trên cái bảng đó. Tới chừng thằng con ở dưới này nó chờ hoài, nó lên dọn dẹp để ăn cơm, thấy bố ngồi đó, nó biết bố chết rồi. Để như vậy là trước đó 3 tháng mà ông ghi cái ngày giờ năm tháng ông chết lên cái bảng đen của thằng cháu nội nó học ở trong nhà đó, thì đúng cái ngày đó là ông chết. Thì thằng con nó mới nói là mầu nhiệm lắm sư phụ, bố con chết, cố con biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh định. Cho nên bây giờ cái gia đình của anh huynh trưởng đó là tu tịnh độ rất là nghiêm mật, là vì ông bố ra đi một cách là làm cho cả nhà được tin tưởng hết. Để bây giờ cái nhà đó nó ở gần chùa thầy, cách ra chừng 2 cây số thôi. Đó là cái câu chuyện rồi. Câu chuyện thứ tư đó là nán lại một ngày. Câu chuyện này Hòa Thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Thì bà cụ này sai đứa cháu ngoại gái mới lên chùa, mới nói sư cụ ơi, bà ngoại con mời sư cụ xuống để bà ngoại con theo Phật, bà ngoại con thấy Phật nay 3 đêm. Sư cụ mới nói con ơi, con về con nói với bà ngoại đó nán lại một ngày, bởi bữa nay là mùng 7, mai mùng 8, hồi xưa là Phật đản là mùng 8 đó, mai sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống. Cháu ngoại về mới nói rồi sư cụ nó ngoại nán lại một ngày. Thì mùng 8 sư cụ tắm Phật xong, sư cụ nói với bổn đạo thôi các ông các bà ở nhà ăn chè chơi, tôi đi thăm bà bổn đạo một chút, tôi hứa bà. Thì tới đó thì cháu ngoại nó ra nó rước vô, bà mới thấy sư cụ, con đợi thầy hôm qua nay thầy niệm Phật cho con đi. Cái tay của thầy máng cái cây dù ở trên tay này, chưa kịp máng cây dù trên vách nữa, thì hai thầy trò đứng niệm Phật. Chứ thầy thấy bà này sao thấy yếu lần lần, thầy mới ngắt đoạn. Ngang đó thầy sang niệm tứ thánh: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 3 lần thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Cái thầy bà thở mà cái bà đi luôn. Nán lại một ngày. Bây giờ cái nhà đó là đổi lại làm cái chùa Pháp Môn, tu hết cả nhà. Mà cái người cháu trai đó là Hòa Thượng Tắc Thành, trụ trì chùa Đông Phước. Còn cái cô cháu ngoại gái đó là trụ trì cái chùa đó. Câu chuyện đó là Hòa Thượng Trí Tịnh có viết lại là nán lại một ngày. Bây giờ cái chuyện này ở Mỹ rồi nè. Cái chuyện này ở Mỹ nè. Bà chị đó ở Phú Nhuận, bà ra bà nói với thầy, bà nói thầy ơi, thằng em của con 52 tuổi mà hồi nhỏ lớn nó không có biết chùa biết chuyện này. Bây giờ nó bên Mỹ mà nó ung thư xương, vợ nó mua thuốc dán mà giảm đau này 3 năm rồi hết tiền đó thầy. Giờ thầy viết cái thơ, thầy khuyên nó quy y Tam Bảo dùm con đi. Thầy viết cái thơ, cô ra cô nhận cái thơ tôi có gửi qua Mỹ. Đọc xong rồi mới nói bà vợ, lên chùa dược sư á, thỉnh mấy sư nữ xuống đi quy y cho anh. Mấy sư cô trên chùa dược sư xuống quy y, đặt pháp danh là Quảng Minh. Bà vợ mới điện qua nói có kết quả rồi. Bây giờ đó thầy viết cái thơ, thầy khuyên em con niệm Phật. Thầy nói không được, cái đó khó lắm. Bởi vì quy y đó là chỉ có gật đầu, được không? Được, nó vậy thôi. Nhưng mà niệm Phật là phải niệm. Nhưng mà hồi nhỏ lớn không có niệm, mắc cỡ lắm, khó niệm lắm, có đi chùa lần nào đâu. Thầy từ chối, thầy không có biết. Thế mà cô ngồi cô năn nỉ cũng có cả tiếng đồng hồ luôn. Thầy nói thôi, để thầy về đi, cô về để thầy viết. Thầy viết nửa trang giấy học trò, thầy để cho thầy trì 21 biến chú đại bi. Bởi vì thầy nghĩ là thầy không đủ khả năng. Thầy nhờ cái oai lực của Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái Quảng Minh này là chấp nhận niệm Phật. Thầy biết nửa trang nữa thầy đệ đó, 3 đêm, tức là 3 đêm gửi qua bên đó.
Ý Quảng Minh đọc rồi Quảng Minh cười. Bà lên chùa Dược Sư, bà nói sư phụ tôi cho sâu chuỗi ít hột quá, nhiều lắm tôi không có ngồi dậy được. Để lên chùa đó mấy sư cô đã cho sâu chuỗi tay 18 hột về Quảng Minh niệm, để lên ngực này niệm. Niệm được 4 tuần. Bà vợ bà mới nói tôi nuôi ông này mấy năm, không có khi nào cái sách diện đâu mà đẹp, bữa nay sao ông đẹp quá. Quảng Minh nói bà lấy cái gương tôi soi coi. À, lấy cái gương cho Quảng Minh soi. Quảng Minh nói cười nói bà có muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi vậy. Bây giờ rủ vợ niệm Phật. Không niệm Phật nữa. À, thì hai vợ chồng có niệm. Niệm thì được 3 tuần lễ nữa là 7 tuần rồi đó. Không có dán thuốc dán nữa. Tôi có thuốc dán Phật Di Đà rồi, không có dán nữa. Bà vợ bà nói thôi đi, tối rồi ông nhất ông la không ai ngủ được, mua đem về để đó mà Quảng Minh không cho dán. Không cho dán. Vợ Quảng Minh mới nói thầy biết cái ngày thứ nhất đó, là hai cái tay mà bấu cái bắp đùi này suốt chảy máu hết mà không cho dán. Qua cái ngày thứ hai, qua cái ngày thứ ba là êm luôn, không có dán. Không dán được, có thuốc Phật ở dây đà rồi. Để như vậy là thêm một tuần nữa. À, Quảng Minh mới nói ngày mai đó sắp đặt công việc nhà đi, nhắc ghế ngồi đây niệm Phật cho tôi. Ngày nay tôi theo Phật. Bây giờ vợ Quảng Minh có cái niềm tin là vì đau nhưng mà không cho dán thuốc dán, mà 3 ngày mà không còn đau nữa, thì vợ Quảng Minh có cái niềm tin. À, thế thì bên này đó là sáng mà bên Việt Nam là tối. Thì lúc bấy giờ thầy đang y hậu chuẩn bị lên chánh điện làm lễ 14 tháng 10 âm lịch, thì vợ Quảng Minh mới điện về nói sư phụ Quảng Minh tắt thở mà cái tay để trên ngực còn lần cái hạch chuỗi. Cháu quả vợ Quảng Minh cô không biết là giảng sanh là gì nữa. Quảng Minh nó tắt thở mà cái tay để trên ngực này còn lần cái này hết thở rồi. Thầy đứng trên đó vừa nghe điện thoại mà vừa nói nhân duyên đúng thời đúng lúc thì cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Quảng Minh được vãng sanh Cực Lạc. Thầy nói như vậy thầy đi làm lễ. Thì sau đó thầy làm lễ trên chánh điện xuống thì bà chị ở Phú Nhuận đó mới điện ra mới nói là vợ của Quảng Minh cho biết rằng Quảng Minh vãng sanh rồi. Thầy mới nói là nó điện cho thầy trước, trước khi thầy đi hành lễ là vợ Quảng Quảng Minh điện vậy. Như vậy quý vị thấy rằng Quảng Minh từ nhỏ đến lớn 52 tuổi chưa biết chùa mà chỉ niệm Phật. Thế là buông xả. Cái chỗ này cái chỗ ách yếu của người niệm Phật, buông xả. Bây giờ quý vị có niệm đó, quý vị chưa buông, chưa buông. Nhưng mà Quảng Minh á, nằm trên giường bệnh là Quảng nằm buông hết. Tiền tài nhà cửa tất cả mọi việc đã buông hết, tha thiết niệm Phật, tin sâu nguyện thiết hành thâm. Thầy viết cái thơ đó là thầy kể những cái chuyện niệm Phật, linh ứng của sự niệm Phật, chứ thầy đâu có nói gì. Thì si Quảng Minh đọc, Quảng Minh thấy rằng cái việc đó Quảng Minh chấp nhận, Quảng Minh tin rồi nguyện thiết, tức là nguyện vãng sanh. Trong đó thầy có nói là phải nguyện vãng sanh, hành thâm tức là niệm Phật có mấy tuần lễ, cuối cùng rồi có kết quả. Đó là mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Người niệm Phật cũng được vãng sanh, con thú niệm Phật cũng được vãng sanh, người ngoại đạo niệm Phật cũng vãng sanh, người dốt niệm Phật cũng vãng sanh. Thế là mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Thôi thì thầy cầu nguyện Đức Phật A Di Đà với cái đại nguyện của ngài chiếu xuống chùa Bát Nhã này, độ hết hành giả của chùa Bát Nhã này, hốt đem về tịnh độ. Rồi mà thầy có về trước, thầy đón quý vị, bảo đảm qua bên thuyết pháp nữa cho nghe. Dù ở hạ phẩm nhưng mà dứt nghiệp rồi thì vãng sanh đồng với thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn, không có trên dưới, không có sai biệt, không có thấp hèn. Nghĩa là phẩm nào mà vãng sanh nghiệp dứt thì đồng nhau. A Di Đà Phật.